Chị khoan đã, chị qua chút đây mấy chị. Lại thêm không? Quá hello hello cả nhà nha. Em cái mới hàng xả chỗ nó trước đi. Lại đồng không? Không không, trong gấp nó trước đi. Trên cái bóp vẫn chưa xài được luôn. Đây nha. Có chị ơi, bộ từ từ chị ơi. Từ từ, từng mã một. Đừng có vội. Rồi nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên với chị em mình ơi. Cái gì cũng có hết, lớn bé nam nữ. Lên nha, lên và sang hàng xem với chị em mình ơi. Bộ nè, bộ lớn bộ bé nè, đồ nam nè. Để cái tờ giấy nó xuống luôn dưới bàn giùm em chị, để nó rớt ra. Thằng nó hàng chưa sọt, hàng chưa sọt, hai tờ nó chưa sọt. Ok chị lên tâm. Rồi, hello nha, chị nào vô rồi tương tác. À, có quần ring nữa chị em mình ơi. Còn còn một cây quần ring bữa giờ vẫn chưa lên. Một cây quần ring bữa giờ chưa lên. Cái này là đang lạnh đúng không? Cái này bỏ ra bán tặng cho chị, mỗi chị tá đi cho vui. Cái này bán tặng nha. Ôi trời ơi. Cái mã này em bán tặng nha, đang lạnh nè, mấy ngày này lạnh quá. Bán tặng mỗi chị tá luôn. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên cho chị em mình ơi. Hàng này hàng da cá tàu, hàng em sale 89.000 nè. Hàng thị trường hàng 100 mấy này dẻo mình nè. Sướng mà giá rẻ nè. Em cảm ơn chị Phạm Hồng nha. Rồi nha, cái này em bán tặng nên là sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Chị em mình cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Hàng da cá tàu. Da cá tàu nha. Da cá tàu chị bỏ trước cái áo ngực đi. Phân phân cho em cả. Phân trước cho em cả. Ngực 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 xịn á, ngực xịn á. Bỏ lên cho em bán tặng. Thì chị cứ phân ra đi. Cái này là ngực mỏng à. Mất mỏng. Ôi, hồi nào sáng chị Hiền chị lấy mất mỏng không mất dài mà tính chị bà chín người ta. Nhà em đang chốt đơn. Đang chốt đơn nha. Cái này em bán tặng nên là em sẽ chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua những cái mã này nhé. Cái này chắc của nó là da cá tàu. Mấy hôm nay lạnh lắm luôn. Còn sót được vài cái em bán tặng mỗi chị cá nhé. Size 60 số 2 chị em đang ok con nè. Nha. Lên luôn dùng mã này là mã tặng dài tay là ok. Chốt cho những chị nó chia sẻ nhé. Comment lên luôn dùng mã này là mã tặng dài tay. Hàng này em đang sale là 89.000. 89.000 nhá. Size dành cho những chị em mình 60-62 đổ về chị em cho ok. Giá bán tặng nhá. Chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Em bán tặng luôn chị em mình là 49.000. 49.000 nhá. Chuẩn giá bán tặng luôn. Chuẩn giá bán tặng luôn 49.000. Chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Da cá tàu nhá. Dài tay da cá tàu. Tặng 49.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này, mã tặng 49. Nha, dài tay chị nào. Ta cho luôn mình sợ miếng nước quá. Cho luôn miếng nước quá, quen chưa ăn xong chung nước. Tặng 49, chốt mã tặng 49 luôn dùng nguyên, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình nhá. Tặng 49 được một cặp tầm 10 áo. Nhá, tầm 10 áo tặng 49.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này, mã tặng 49k luôn dùng nguyên nhá. Tặng 49k luôn dùng nguyên. Cho em có mốt một ngực mỏng. Ngực mỏng
Đây cặp này size mấy? Lên mã này là mã tặng xịn luôn. Em đi nhanh nhé dẻo mà nói. Hàng này 239.000 một con. Hàng này là ngực hàng xúc nhé. Con này là ngực hàng xúc nhé dẻo mà nói. Size 36. Size 36 ngực hàng xúc bốt mỏng. Cái này chị nào chia sẻ em chốt nha. Ngực xịn. Lên mã này là mã ngực xịn luôn dùng nguyên. Không biết hồi sáng chị Hiền chị lấy ngực này không biết size gì. À không biết ngực mỏng hay ngực dài. Chị bùi xíu một con áo. Bùi xíu một con áo. Size này size 36. Lên mã này là mã tặng ngực xịn mốt mỏng nha chị em mình ơi. Cái này mốt mỏng ở trong kèm lưới này nè. Cố gắng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi. Chứ không lên. Nãy giờ mà view không lên. Buồn ý hết sức nha. Ai chia sẻ cho chị? Cho chị bùi bùi khuyến. Bùi khuyến. Chị Trần Mai không chia sẻ. Lên mã này 49.000. Comment mã này là mã ngực xịn. Hàng 239.000. Em đi luôn chị em mình mã này với giá là 65.000. 65.000 nhá. Size 34B là ngang 36 như vậy em mình ơi. 34B là ngang 36. Bán tặng luôn chị em mình là 65.000. Nha, 65 lấy cái bì trong đó chị. Bì trong ra cái tại vì cái này không có bì. Lên mã ngực xịn. Có từng này con thôi. Nha. 5 con. Ôi sao buồn ấy thấy im im thế tờ. 49 thì Trần Mai. 49 hồi nãy cái áo thì Trần Mai. Trần Mai. Không thấy thông báo à. Ngực cho chị Anna Nguyễn. Chị ghi rồi bỏ bì xong được Anna Nguyễn một cái. Cho chị Phi Phi Trần một cái. 65 nhá. 65.000 nha chị em mình ơi. Thấy chị nè. Số 9 nè. 65.000. 65.000. Nha, xong mà thấy em im vậy. Video nãy giờ không lên. Trời ơi, cố gắng chia sẻ đi chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Con này là hàng 249. Con này ngực hàng xúc nha chị em mình ơi. Ngực hàng xúc. Em đi luôn chị em mình 65.000. Hàng tác của nó là 239.000. Size 36, mốt mỏng nhá. Ở trong có cái dặn lưới như thế này, này. Hàng xịn nha chị em mình ơi. Còn được mấy con. Em sale luôn chị em mình con này. 65.000 nhá. Được chưa? Còn ba, còn hai con. Còn hai con ngực xịn nha. Bỏ vô trong đi chị, bỏ vô đi, bỏ luôn trong bì đi. Bỏ sẵn vô trong bì luôn đi. Rồi còn hai con nót em đi luôn chị em mình là 65.000. Hàng này hàng xã. 65.000 nha. Tương tác với chị em mình ơi. Tương tác chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên. Mới này là nguyên bán tặng. Hồi nãy chị nào sẽ hỏi bộ khủng long này chị nha. Hỏi luôn cái này đi. Lên nha. Sao chậm chậm thế ta? Thế. Bỏ lại hả? Bộ này size 13 Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn tự nhiên chốt xong. Thảo Nguyễn cảm lệ này chị nè. Báo luôn đi. Báo 6 luôn đi. Để đằng sau khỏi phải chốt. Tự nhiên cái chốt xong cái xả ngang đi ra hả? Đường còn đình. Lên luôn dùng nguyên mã này. Mã tặng 13kg. Bộ siêu nhân. Bộ siêu nhân 13kg. Bộ siêu nhân nhá. 13kg bộ thun lạnh này. Em bán tặng 50k 2 bộ luôn. Bộ này em đang sale 39.000 nha chị em mình. Bộ thun lạnh 50k 2 bộ. Chị Thảo Nguyễn. Đường còn đình nè. Đường còn đình. Một lần thôi chị nha. Không có lần thứ hai đâu. 50k 2 bộ. 50k nhá. Lên mã 50k. Rồi hai bộ này nữa. Hai bộ này size 13 luôn. 13-14. Siêu nhân vậy. Phi Phi Trần. Phi Phi Trần. Chị thấy không? Phi Phi Trần. Trên ấy đang không xài được. Cái này đang sale cho em 39.000 một bộ đúng không? Đi luôn cho em mình 60.000 hai bộ. 60.000 hai bộ là hàng bom nhá. Hàng xã nhá. Đi mã 60 nha. Size 13 là chị em mình chốt đẹp. 60k và hai bộ nhá. Chị em mình xem like chịu khó tương tác chấm chấm lên luôn dùng nguyên nhá. Thả tim thả like đi thôi. Sao thấy em im này? View lên rồi đấy nhưng mà thấy em im vậy. Lên mã tặng hai da quần nam luôn. Bộ bé 13kg 60.000. Hay là chậm? Hay bị chậm? Chị thấy có bị chậm không? Chờ mới qua mấy bộ này à. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên. Không kịp tiến độ rồi. Hai da nam, con này quần quá xịn luôn. Size 62 đổ về nhá. 62, em không like lại nha. Em qua một lượt thôi, em không quay lại đâu. Chị nào vô sau thì chốt những cái mã sau thôi nha. Em không lượt đi lượt về. Size này dành cho những anh nam nào 62 đổ về. Quần 2 da. Quần 2 da cho chị Hình thì nở hồi nãy 2 cái. Hình thì nở hồi nãy 2 cái.
cho chị Phi Phi Trần 2 bộ nó luôn chị. Phi Phi Trần hồi nãy 2 bộ nó luôn. Phi Phi Trần. Cái này em đi luôn chị em mình luôn, 69.000. Hai da nam nhá, quần hai da nam, quần này hạng xịn nhá, size 62 đổ về là chốt đẹp. Nha, lên mã quần nam. Quần nam, quần hai da nhá, chốt mã quần nam luôn dùng em. Lên mã này là mã tổ ong dùng nguyên size M. 60k 2 bộ em hết nhé. Size M. Size M nhá. Em đi luôn cho trẻ mình con nè, size quần tổ ong. Chị Kim Chi Nguyễn là đang còn đơn hả chị? Kim Chi Nguyễn này nè. Đơn mà cách ly rồi. Toàn bộ chị em mình mà bảo cách ly á là chuyển khoản qua em mới giữ đơn nha. Chuyển khoản qua em mới giữ đơn, chứ còn bữa nay em không giữ đơn cho những chị nào, cứ để không như thế nhá. Cho chị Thị Mai Nguyễn con. Thị Mai Nguyễn 69.000. Thị Mai Nguyễn. Quần tổ ong, cái này em đi luôn chị em mình tặng 59.000. Tổ ong hàng ngoài thị trường người ta bán rẻ mình gần tiền trăm một con ấy, size 52 55 nhá. Lên mã tổ ong 59. Tổ ong 59 nhá chị em mình ơi. Xong lên chị em mình bộ hãng nhà view lên cao xíu về chốt ok một xíu. Chốt ok một xíu. Quần nam chị ghi cho chị người tình trăm năm, trong đó còn mấy con size L ấy. Người tình trăm năm. Người tình trăm năm. Rồi nhá, cái này em có hai con. Hàng này là da cá tàu size 60. Size 60 nhá. Em đi luôn chị em mình con này luôn. 60k hai con luôn. Chị này phát hẳn hai con. Size 60 nhá, 60k hai con. Quần nam chị Nguyễn Phượng. Quần nam chị Nguyễn Phượng. Nha. Rồi nhá, lên luôn những mã này 60k hai con này, quần da cá tàu, chốt mã đùi 60 hai con. Đùi 60 hai con dùng nguyên nhá. Đùi 60 hai con, đùi 60 chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Chị này chốt được đúng một cái. Ok chị ơi, ok nhá. Con này là chắc có tông à, quên lộ. U mì hàng, size 52. Size 52 nhá. Hàng này đang sale 79 của chị Vy Khoa. Mua con cái xong xả. Những chị như này lưu ý làm sao em không chốt nha. Mua con cái xong xả. Em đi luôn chị em mình con này luôn 69.000. Mì hàng nhá, 69.000. Tắm thì em biết nữa chị. Tổ ong cho chịu hình gì nữa. Thiên Văn à, 70kg. Chị em mình nghe con này nguyên bán bao nhiêu ký vậy em mình ơi. Con này mà chốt 70kg xong lại xả ra hoa nhí người ta không có hàng bán nè. Không chốt chị em mình là bảo làm sao mà lên đơn mà không chốt. Size 60 nha. Size 60. 60k 2 quần chị Thùy Dung. Thùy Dung. Lên luôn những mã bộ này size 60. 75.000. Nha, lên luôn những mã hoa nhí 75. Chốt mã 70 đi chị em mình ơi. 70. 70kg làm sao mà mua những con này được. Dạ mình nghe rõ số ký dạ mình chút đơn nha. Chứ không em like đi like về em mệt lắm. Like xong xả mệt lắm luôn. Nha, lên mã 70. Comment mã 70. 60k 2 con. 60k 2 con. Quần tổ ong hồi nãy em sale 59.000. 59.000. Size 52 đổ về chị em mình chút ok con này. Lên luôn dưỡng mã tặng 39 luôn. Con này là quần thô mềm. Mang xu cũng được, chị em mình mang bo cũng được nhá. Thô mềm. Thô mềm nha. Tới đâu rồi giờ mà còn cái bộ nữa đúng không? Chậm thiệt chứ. Mì hàng chị Thu Nguyễn. Chị ghi luôn cái giá mì hàng. Thu Nguyễn ghi là cái giá đi. Nha, rồi lên luôn dưỡng mã này mã thô. Comment lên thô dùng nguyên nhá. 39.000 luôn dùng nguyên. Thô 39. Rồi tiếp cái này em bán tặng nè. Cái này là chuẩn bán tặng nè. Mì hàng là mấy năm. Chị ghi lại cái giá trước đi chị, chứ mỗi lần sau cái gì hỏi lại. 69.000. Quần đùi nam em đang không? 69.000. Chị ghi, em bỏ xuống cái môi chị ghi là cái giá về hàng cho em xem. Hỏi mắc công khỏi phải hỏi là. Con này chuẩn giá bán tặng trẻ mình nhanh. Cái nào vô đi học nó rất là cần. Nhưng mà dạng của nó là gọi là ring giấy á. Nó mềm. Nó đẹp nhưng là nó mềm. Thay vì trẻ mình mua ring dày thì là sợ mang bình thường mang mà hàng ngày nó sẽ bị nóng không. Con này cực mềm luôn nha. Con này là dạng bò giấy nha trẻ mình ơi. Sẽ có size cho bán nhà mình từ 16 đến 30kg là có size. Cái này chị ghi lại thôi nhé, bóc size sau nhé, chị nào lên trước có size trước nha, không chị sẽ ghi sẵn bì cũng được. Lưu ý luôn dùng nguyên là từ 16 đến 30kg có size. Lên luôn dưỡng mã này là mã ring bé nha, ring bé nha, em không 52kg đổ về. Chị em mình nghe rõ số ký chứ không họ đi hỏi lại là em không chốt nữa nha. Không chị không có chân váy đang mang. Ring bé luôn dùng nguyên từ 16 đến 30. Chị em mình vô nó vô hậu rất cần những con nè. Em bán tặng luôn cho trẻ mình con này với giá là 65k con.
60k một con luôn đi. 60k một con nhé. Chốt mã này là mã 60 kèm luôn dùng số ký từ 16 đến 30 kg là có size. Nha, lên mã 60 luôn dùng nguyên nhé. Kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Được chưa? Hình như là có 2 3 kiểu chữ gì đấy. Vậy mình không chọn chữ nhé. 2 3 kiểu chữ gì đấy và em đi luôn trẻ mình là 60k. Đây cặp, còn cặp này còn một kiểu chữ thôi. Nha, đến 30 kg là có size nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này là mã bé. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok nhé. 60k. Được chưa? Chị nào lấy bé lên bé luôn dùng nguyên chậm quá này. Thấy em lên một mã mà thấy đứng đơ ấy. Nha. Lên mã bé luôn dùng nguyên nhé. 60k luôn dùng nguyên. Rồi tiếp cái này thì ai view chậm á. Lên cái này đi. Sang cái này cho nó sướng. Nha, lên mã quần bé là ok. Kèm số ký luôn dùng nguyên nhé. 60k một con. Quá rẻ luôn. Thật sự đấy. Chị em mình giờ mà đi mua cho bé toàn bộ là hàng 100, 120 mới ra con quần chắc như thế. Em đi 60k nhá. Chị Bùi Khuyến. Có chị Mai Thị Lan ơi, có 26kg có. Áo nào giá bé có. Rồi nhá, chị nào lấy mã quần bé comment lên mã quần bé kèm luôn dùng nguyên số ký là ok nhá. Kèm số ký em đi luôn chị em mình là. Ui, con quần bé 60k mà sao mà lên chậm thế ta? Chị Đoàn Huyền Trang. Đoàn Hiền Trang đi chị, Đoàn Hiền Trang 18kg. Trời ơi, con này siêu rẻ luôn. Em nói em lên bán tặng là chị em mình biết nha. Hàng phải chị em mình mua 101, 102. Cho chị Mỹ Dung 26kg. Đoàn Hiền Trang ghi số ký đi chị. Rồi nhá, cho chị Mỹ Dung 26. Mỹ Dung 26. Mua đi con, nó tranh thủ mua đi. Hăng quá là rẻ luôn. Này chị em mình nhìn nè. Cho chị Thanh Nguyên 28kg. Từ 16 đến 30kg có size. Chuẩn này giá bán tặng bình thường mà đã đi nhập vô là đã 80 mấy, 9 mấy nghìn rồi. Không có 40kg chị ơi, nghe rõ số ký luôn dùm em. Là từ 16 đến 30 nha. Từ 16 đến 30, nó mềm lắm. Phạt mua hẳn 2 con, 3 con để dành về cho nó mang nha. Lên luôn những mã này là mã riêng bé. Từ 16 đến 30kg có size. Em đi luôn cho chị em mình là 60k. Bình thường hàng này hàng nhập số lượng đã là 8 mấy, 9 mấy rồi. Đấy thì ít nhất người ta cũng bán cho chị em mình được 101, 102 con. 23 ký hơi rộng. Cho chị Thảo Lam bé trai nhá. Vô học rất là cần những con này chị em mình ơi. Mít cho nó mang cho nó mấy cái thun vô thun vô nhá. Nè. Thật sự rẻ nhất là 101, 102 mà em đi 60k mà là bán tặng mà sao mà lên chậm như thế này? Thì Trâm Bảo 30 ký. Đang bán tặng mà sao mà lên chậm như thế này? Bạn biết ổn định không? Nguyên thấy hơi chậm đó. Đi chậm đó. Đi qua mấy mã rồi giờ bên nó mới cần. Chị Minh Quân 23kg. Không, 23kg 23kg quá à. Em nói rồi chị ơi, chị Minh Tâm Trần ơi, để luôn dùng không có 40kg. Em like đi like lại mấy lượt rồi. Từ 16 đến 30 thôi nha. Cho chị Bùi Khuyến chị hai cái size lớn nhất. Rồi nha, cái này thì chắc là giờ chị nào mạng nhanh chốt nha. Giờ mạng chị nào nhanh chốt là hàng em sót lại nha. Hàng em sót lại. Bữa giờ bao nhiêu chị chốt không được. Đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn. Thứ em còn ri thôi. Em bán tặng luôn nhé. Lên cái này, mạng nhà chị nhanh, mạng nhà chị nào khỏe chốt nhé. Mạng nhà chị nào khỏe ăn chốt nhé. Không, bé gái không có, chị Hoàng Diễm 28 rồi ok. Cho chị Huỳnh thì nở 2 cái 17kg. Huỳnh thì nở 2 cái 17kg hàng sót lại. Ai mà cứ thả mặt dặn hết. Ai làm tình làm tội gì mà cứ thả mặt dặn với tôi vậy. Nè dạ mình ơi, size S, size M, size L đến 57kg. Cái này em bán tặng luôn nha, em còn lẻ tẻ này. Còn được 2-3 cọc. Quá đẹp luôn nha. Size S, size M, size L đến 57kg là chốt ok. Dạ mình lên luôn dùng nguyên kèm số ký nha. Chị ơi, chị hỏi áo khoác nào. Áo khoác nào. Lên luôn dùng mã này, mã số 1 dùng nguyên bán tặng luôn chị em mình là 63.000. 63.000 nhá. Lên mã 1 luôn dùng nguyên như chị em mình ơi. Chị nào lấy mã này lên mã 1 luôn dùng nguyên 63.000 một em nhá. 63.000 CS, CM, CL, mã này mã 1 nha chị. Ghi lại giờ mã 1 giùm em. Chứ không mạng chậm cái lên sau. 63.000 SML nha. Chị nào lấy mã 1 lên mã 1 luôn dùng nguyên nhá. Mã 1 SML nha chị em mình ơi. 63.000. Trời ơi. Hàng này chị em mình nhớ là nguyên sale là bao nhiêu tiền ta? 79.000. Nguyên sale 79.000 nhưng mà là bị sót hàng. Hôm bữa là sĩ đã bảo là lấy không có hàng mà trả. Hàng này đi nhập vô gần 101 một con rồi, 101 một con rồi. Nha, lên này mã là mã số 2. Trời ơi, cái này mà sao lên chậm thế? Ok không ta, hay là phát lại ta? Thấy,
phim cũng lên đó, nhưng mà sao lại đứng đứng này. Chị em mình xem có ok không, để con biết con phát lại chứ. Cái mã này mà sale 63.000 hôm bữa không có hàng chốt, giờ lại đứng đơ. À chà. Để biết mà lên like lại chị em mình ơi, phát like lại nhá. Nhá. Chị nào lấy mã 1 lên mã 1 luôn dùng nguyên nhá. Bị chậm quá. Size mã 1 size M cho chị Khánh Trang. Size L cho chị Huỳnh Thị Nở, còn size S size chị em mình 50 52 đổ về. 50 52 đổ về. Lên mã này là mã số 2. 63.000 đi chị em mình ơi. Ôi mà sao chậm lắm luôn, còn size S thôi. Còn size S. Nhá, còn size S, chân váy dài thì không có quần vậy. Còn size S thôi, mã 1 còn size S thôi, size 52 đổ về là trẻ mình lên đô ok luôn dùng nguyên. Làm sao mà trẻ mình mua được giá này? Đơn xong trừ có kèm thêm được không? Chị ơi chốt ok là nhà em đẩy đơn hết rồi. Màu xám của em hồi tối là em xem mấy 79.000. 79.000. Lên mã này là mã 2. Váy dài này cần gì mà quần chị? Lên mã 2 luôn dùng nguyên, hàng siêu mềm và siêu giãn. Đấy, hàng này là hàng em sót kho đấy. Em đi luôn cho trẻ mình con này luôn. Giá em đi luôn trẻ mình là 63.000. Áo em đang mang có. Có nhá. Lên luôn dùng mã này là mã số 2. Áo em đang mang là 55.000. 55.000. Lên mã số 2, mã này kèm mã số 2 cho em nhé. Lên mã số 2 luôn dùng nguyên 63.000. Nha chị nào lấy mã 2 lên mã 2 luôn dùng nguyên. 63.000 một con nha trẻ mình ơi. Nha chị nào lấy mã 2 ghi cái này mã 2. Mã 1 con xe S thôi. À mà lên mã 2 luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã 2 đi. Chị nào lấy mã 2 SML tầm 57kg đổ về. Anh lên mã 3 đó à? Em đọc mã 3 à? Là mã 3 rồi đó. Mã 3 đó chị. Chắc mã 3. Mã 3 xây M. Xây M cho Phan Hương. Xây M cho Phan Hương. Rồi nhé. Còn S với L. Một đen em sợ không. Em không biết để em coi thì nha. Chị nào lấy mã chắc em đọc mã 3 rồi. Em đọc L mã 3 rồi đó. Chị cứ ghi mã 3 đi chị. Mã 3 đi cho nó dễ. Nó khó bị nha. Rồi nhá, chị nào lấy mã 3 lên mã 3. Xây M hết rồi, ok mã 3. Nguyên còn xây S và xây L. S chị em tầm 52, L chị em mình tầm 57 nhá. S 52, đây 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 chị, cho chị lấy hẳn con này luôn. Đây, bóc luôn 55.000. Một cái màu đen nữa nè. 55.000. 53 cái xây M hết rồi. Xây M hết rồi, cái này cho chị lấy hẳn hai con 55.000 nhá. Đây, áo em đang mang đây còn một xanh ngọc. Hai cái màu nu, một cái màu xanh ngọc. Xây L cho chị Ngọc Anh Nguyễn chị. Ngọc Anh Nguyễn. Ngọc Anh Nguyễn hết màu đen. Xây M nãy cho chị Ngọc Anh quên lộn. Xây L cho chị Ngọc Anh Nguyễn đi chị. Ngọc Anh Nguyễn. Cho chị cho Phan Hương cái. Cho chị Khánh Trang cái. Phan Hương và Khánh Trang với giá 55.000. 53 em hết rồi nhá, màu nu em hết rồi. Màu xanh. Màu xanh áo khoác từ từ chờ em xíu vậy ơi. Còn màu xanh, hết màu đen rồi em ơi. Hết màu đen nhá. Màu nu hết rồi nhé, còn màu đen còn áo quên lột. À màu đen đây cho Phan Hương. Màu đen đây còn cái đi. Màu đen còn cái cho Phan Hương luôn. Rồi còn màu xanh thôi. Xanh thôi chị ơi, còn xanh thôi. Xanh thôi nhá. Xanh chị em mình chốt đơn chốt chuẩn luôn giùm em nha. Cái chốt thì chị chốt xong có một cái xong đến lúc chốt đơn xả ra rất là cực luôn. Chị Trần Thị Thu Thảo cái 55. Mã 3 xe S cho chị Hoàng Diễm. Mã 3 là hồi nãy cái quần hồi nãy chị. Xe S cho Hoàng Diễm. Cho chị Lương Cửu một cái 55.000. Lương Cửu. Cho chị Phi Phi Trần cái. Rồi còn hai cái 55.000 con này nha chị em mình ơi. Con này là díp thái đó. Díp thái toàn bộ là theo hết. Đẹp lắm nha. Còn được hai con thôi. Chị nào lấy cái này lên mã xanh 55. Comment lên xanh 55k nhé. Hồi nãy cái mã nó xe S chị chút chưa yeah. Nu làm gì có sai. Cái này không có sai. Phi Phi Trần có chứ chị. Phi cần có rồi. Mã 3 xe S cũng chốt luôn rồi đúng không? Chưa. Chốt đi chị. Mã 3 xe S hồi nãy em đọc kìa. Cho chị Hoàng Diễm. Hết 54kg nha chị Minh Tâm Trần ơi. Mạng chậm lắm. Em đi qua mấy mã mới thấy chị em mình lên comment. Mạng chậm lắm luôn. Mạng rất là chậm luôn. Em coi cái này mã nào đây nè. Còn mấy cái nè. Đây còn cái màu vàng. Ấy có cả màu hồng ấy. Ấy sorry. Màu đen này, màu đen đây chị em mình. Còn hai cái màu đen. Bốn cái màu đen. Màu nu em hết rồi. Nu em hết rồi. Xanh cho chị Phương Phạm. Xanh Phương Phạm 55k chứ không phải là 55k form này chị em 60 vẫn mang ok. Con này 60 vẫn mang ok con này. Còn được bốn cái màu đen em sót này. Bốn cái màu đen nhá. Chị nào lấy đen lên đen. Nha, bốn cái màu đen, đen cho chị Hà Nguyên. Hà Nguyên giùm em chị, đen cho Hà Nguyên.
đen cho chị Minh MT. Minh MT. Rồi nha, em còn hai đen. Giá em đi rung trẻ mà là 55.000 một con như thế này. Đấy, chị em mình tranh thủ lên luôn dùng con được hai con màu đen với chị em mình ơi. Hai con màu đen, xanh đen chị Phi Trần. Phi Trần và lương cửu chị hết rồi. Hết nhá. Phi Trần và lương cửu. Có hai con màu hồng này chị em mình ơi. Được hai con màu hồng nhá. Đen hết. Được hai con màu hồng nhá. Một con màu hồng. Những cái này nè thì là chị em mình có thể mở ra được nhá. Có cái là đính sẵn, có cái không đính nhá. Riêng cái này không mà mình thấy không cần cầu kỳ, chị em không cần ghim cái này vô đâu. Xích xích này nó cầu kỳ quá nhá. Hồng luôn dùng nguyên con cái. Có đúng cái nha. Hồng cho chị Trần Thị Thu Thảo lên lại thông tin cho em đi. Hồng cho chị Trần Thị Thu Thảo này chị. Lên lại thông tin cho em đi nha. Đen em hết Trần Thị Thu Thảo. Có thị thị nè. Hả? Đen à con à? Đoan thị thị à? Ôi em đọc hết rồi đó nghe. Không lại thiếu em thả xuống là đủ luôn đó. Lương cửu với Phi Phi Trần có chưa? Ok. Đây có một cái hồng này. Nha chị nào lấy hồng lên hồng. Hồng này chữ của nó là chữ Chanel. Hồng nhá. Lên hồng luôn dùng nguyên nhá. Hồng 55. Đẹp. Đẹp đẹp đẹp. Hồng còn một cái. Chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên nhá. 55.000 còn một cái hồng, một cái xanh ngọc đấy. Một cái vàng nữa nè. Ai ưa vàng lên vàng nhá. À, những cái này là hàng sắp lại thôi. Nè, những cái này thì chị em có thể mở ra được nha. Vì không ưa cái này chị em có thể gỡ ra. Ok, hồng cho chị Vi Phương Châu. Vi Phương Châu. Vi Phương Châu một vàng. Một vàng. Ok, một vàng nhá. Màu hồng hết đúng không? Vi Phương Châu 55.000. Còn một vàng chị nào lấy vàng lên vàng nhá. Vàng trắng nữa là hết. Vàng trắng 55.000. Hồng em hết. Trắng này cưng nè. Trắng này cưng nè, có một cái thôi. Trắng này có đúng cái thôi, 55. Chị nào lấy trắng 55 lên trắng 55. Để em lên cho chị em mình bộ hả nha. Chị nào lấy cái này lên mã trắng luôn dùng nguyên nhá. 55.000 một cái. Còn một trắng, một vàng, một một xanh ngọc. Ôi, một vàng một cái không chút. Trời ơi. Nha. Thế là chị em mình trắng với chị Hoa Quỳnh. Trắng Hoa Quỳnh. Con này là hàng tặng 39 rồi. Hai con này là hàng tặng 39 rồi. Chị ơi, cái này mấy ký cũng được. 60 ký vậy em vẫn mang được vì hàng hàng giảm nhiều. Hai con này tặng 35. Hai con này là mã tặng 35 nha. Đây mã tặng 35 nách. Tặng 35 nách để em lên chị em mình bộ nha. Tặng 35 nách, size này size 60 nha chị em mình ơi. Nói chung là quá là nhiều hàng hàng vàng cho chị Thanh Huyền Nguyễn. Thanh Huyền Nguyễn có hai con mã nách này size 60 này. Đây chị em mình 35 nhé. Nguyên đây chị em mình 35.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. 35.000 một con mã nách. Chị nào lấy nách 35 lên nát 35 luôn dùng nguyên nhá. Nát 35 gì. Rồi cái này có máy cái lên bán tặng luôn chị em mình. Mà lấy cái này nên chị em mình nên mua này. Con này đẹp lắm. Vàng chốt hết rồi nhá, trắng cũng hết luôn. Trắng cũng hết luôn. Trời ơi con này. Hàng 75. Hôm bữa bao nhiêu chị hỏi không có hàng, CM hết à. Hôm nay CM hết chị em mình ơi. Ừ, F. F và M. Cái này hàng sót kho này. Con này đẹp lắm. S52 quay đầu, M chị em mình 55 quay đầu. Mì tàu. Đây chị em mình nhìn cái phong quần. Đẹp cực kỳ, 75. Bao nhiêu chị hôm Tết hỏi hàng. Em ơi còn cái này không? Trong váy em còn. 35 chị Khánh Trang. 35 hào, cao với chị Khánh Trang kia chị. Khánh Trang. Khánh Trang. Rồi hết cái đó nha. Ok. Cái này size S và size M thôi. Em đây luôn chị em mình 75.000. 70.000 đi, 70.000. 70.000 nát luôn, Trần Thị Thu Thảo này. Hàng này quá xịn luôn. Quá đẹp luôn. Từ form đến chất. Nha, chỉ có S và M. S cho chị Dung Nguyễn. S chị Dung Nguyễn này chị. À 70.000, Dung Nguyễn này. M cho Minh MT, 60 kg không em hết sạch luôn ấy. Minh MT em sót lại. Minh MT này chị. Hà Nguyên này chị. Hà Nguyên này chị. À, Trần Thị Thu Thảo thêm cái. Trần Thị Thu Thảo thêm cái này chị. Trần Thị Thu Thảo thêm cái. Hà Nguyên chưa? Hà Nguyên. Trang 60 chị, 70 chứ. 70. Trần Thị Thu Thảo 70. Hà Nguyên có rồi đúng không? Cho chị Ái Đoàn Phan Hương.
Ái Đoàn 70, Sang Hương 70, xây mờ nhá, xây mờ nhá. Cái gì chi kim, chi kim nè. À, từ từ chờ em xíu, chi kim nè. Khánh Trang này. Khánh Trang rồi, ok. Còn nó một hai con CM nữa là hết, hết sạch con này luôn. Hôm Tết về bao nhiêu chị hỏi theo quần này em không có hàng ấy. Con này đẹp lắm nhá, em đi luôn chị em mình 70.000 cho nó gọn kho. Còn được hai con, còn được hai con xây 55 đổ về là chị em chốt ok nhá, 70k. Còn đúng hai con CM chị nào lấy sao chốt. À, từ từ sao không chốt, nó chưa còn, nó đang hết size chị ạ. Chắc là nó đang hết size, em còn hai con nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, bỏ qua bên cho nó gọn, bỏ qua bên cho nó gọn. Em đi luôn chứ vậy em. À, có mấy con này em tặng luôn, bán tặng luôn. Quần nam cho chị Nguyễn Huệ Ruby. Không, trong máy em đang mang không có hàng. Cái này em mang từ cái thời nào rồi ta, em có 4 con hay 5 con như thế này luôn. Bây giờ 5 con như thế này, cái này em sót mấy con quần nam và hàng này, hàng công ty nè. À, em đang mang còn một cái màu màu xanh nhé, còn một cái màu xanh. Chị Minh Quân có chứ chị? Minh Quân đi, chị mở mở âm lượng nhỏ xuống đi, mở hết âm tắt âm lượng đi. Ok chị Minh Quân, cái quần này là em bán tặng, size M còn không? Em bỏ xuống hai cái mà. Minh Quân đây là Hoàng Hương đấy. Thấy. Nguyễn Huệ Ruby chứ, làm gì có Phạm Hương. Nguyễn Huệ Ruby hết rồi nhá. Nhân viên mới chút hơi chậm nha. Con này em bán tặng, em bị sót. Đang từ từ chờ em xíu. Màu xanh thì chi kim, xanh thì chi kim. Đào năm thiếu người chị em mình ơi. Con này em bị sót. Quần nam này con này là hàng xúc như chị em mình ơi. Con này là hàng xúc size gì đây? Mỗi cái đấy chị em mình thấy hình thức của nó không? Chuẩn hàng xúc luôn. Size gì đây để em coi, em kiểm tra em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Size 62. Hai con quần nam size 62 lên mã nam xúc. 62 nhá. Hai con. Nè chị em mình nhìn nè, quần ống bo, quần nam nhá. À, phót đốm còn còn chị ơi. Cái này em đi luôn chị em mình luôn. Hàng này em đang sale là 79.000 này. 69 là 79 gì đấy. Em đi luôn chị em mình, con này 55.000. Không mua con này hơi bị phí. Hai con này size XL nhá. 55.000 một con như thế này. Đúng hai con nha. Chị nào lấy cái này đi trong cái bì trong ghi mã 55 luôn chị nha. Em bỏ luôn chị em mình nguyên cái móc luôn nha. Lên luôn dưỡng mã này là mã 55.000. Được hai con. Nam xuất cho Đặng Yến Liên con. Đặng Yến Liên con nha, có được hai con. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã nam xuất. 70 ký không vừa đâu chị ơi. Cái này size 62, 65 thôi, size XL. Còn một con. Trời ơi, bán 55.000. Hàng này chị em mình đi mua ra trăm mấy nghìn một con. Thì Phi Phi trần con nữa là hết. Phi Phi trần con nữa là hết. Con này rất móc rồi. Con này rất móc rồi, cũng size XL luôn. Không, chị lên sau ấy. Cho chị Khánh Tràng con. Khánh Tràng con. Khánh Tràng con này chị. Khánh Tràng con, để em coi. Đây này. Bình thường chuẩn hàng xúc nhưng mà một hai cái quần nó ở trong 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 một cái túi như thế này chị em mình. Đấy, rồi chống ẩm, chống đồ các thứ. Mà đi 55.000 sợ chưa? Chị Khánh Trang. Khánh Trang có gì ta? Ok, nguyên còn hai con. Chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên nhá. Ở size XL luôn. Quần nam chị Lê My 70 ký không vừa đâu chị ơi, size XL này là 62 65 thôi. Cho chị Lê My một con, còn một con. Còn một con nhé, còn nó một con toàn size XL thôi. Thì Khánh Trang từ từ, Khánh Trang thêm con nữa nè. Ok, hết màu đen. Nguyên còn cái màu xanh rêu. Xanh rêu này size 68. Size 2X 68 70 ký nha. Cái này 70 ký màu xanh này. Thì nào lấy 70 ký màu xanh lên 70 ký màu xanh. Tặng 55.000 cho nó gọn đó. Nha. Từ từ chờ em xíu, sao mi em đang để chọn ra. Con này còn nó một con size 2X màu xanh 2X. Đi cho dễ mình luôn. 55.000 cho chị Nguyễn Phan Hà Kim. Nguyễn Phan Hà Kim em hết nhé. Là những cái gì mà sót lại là em đẩy lên bán tặng hết cho chị em mình cho nó gọn kho đấy. Đẩy lên bán tặng hết đấy. Nên là chị em mình tranh thủ. Cái cặp áo sơ mi nam từ từ. Áo sơ mi nam đây chị, cặp áo sơ mi nam nó bỏ lên cho em đi. Hết màu xanh rêu luôn. Đây này chị nè. Đó, theo cái tay. Đó. Rồi. Cho em cái móc lấy đi, móc lên mọi người cái con hết cho nó gọn. Rồi nha. Ok, hai quần chị ơi. Quần này quần gì? Con quần này em bán tặng luôn. Đây, thời tiết này chị em mình mang con này quá sướng luôn. Hàng này hàng sale, em sale chị em mình 79.000
sao thấy một size? Size 57. Size 57 và size 60 nhé, có mấy con thôi? 1 2 3 con size 57, 4 con size 57 và 2 con size 60. Thấy cho em hết nhé. Mạng chậm nhà chị Trang Phan à, khi nào cũng lên sao hết. Người ta lên lượt rồi mới thấy chị cờ chốt mà như trưa nay mạng cũng chậm. Em qua mã hồi rồi mới thấy chị em mình lên comment. Đấy, size L cho chị em mình 57 đổ về là chị em mình chốt ok nhá. Rồi rồi để đó cho. 57 đổ về là chị em mình chốt ok, size L và size XL là 60 kg. Hàng này là hàng da cá tàu, hàng này đi nhập sĩ trên trăm này chị em mình này. Nha, size L và size XL thôi. Em đi chị em mình là 65.000 con này luôn. Toàn hàng này hàng đi nhập sĩ trên trăm hết. Con này đẹp lắm, quần của nó ống bo này. Nha, mùa nào chị em mình mang con này cũng đẹp. Nha, size L và size XL. Có hai con XL là cho chị em mình đến 60, 62 và L chị em mình tầm 57 đổ về. Nha, đúng rồi, trưa nay mặn mặn đứng. Size L cho chị ái đoàn. Ái đoàn khách cũ phải không ta? Ái đoàn đây chị này. Cái này có bì sẵn rồi này. Nha, lên luôn dùng nguyên này. À, XL chị Nhung Kiều này. XL chị Nhung Kiều này. XL cho chị Nhung Kiều này. 65.000 nha. XL cho chị Trâm Bảo này. Rồi thấy XL như vậy mà nó. XL chị Trâm Bảo này. Rồi ok, còn size L. Trâm Bảo. Rồi ok chưa? Trâm Bảo. Size L. Size L, size L, size L cho chị Khánh Trang. Khánh Trang. Khánh Trang, cát bụi. Rồi còn nó một con. Còn nó một con size L như vậy mà nó. Nha, nó một con size L. Là Levi, Levi y ngắn chị nè. Levi y ngắn hết nha chị em mình ơi. Levi y ngắn hết size L, mạng chậm lắm. Levi y ngắn hết size L nha chị em. À hết ngắn hết nha chị em mình ơi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Cọc này là cọc à. À đủ kiểu à. Còn cả áo thun, cả áo sơ mi à. Cái này còn cả hết size L nha. Hết size L nha. Cái này còn cả sơ mi cả. Còn cả hàng mắt tay như thế này. Còn cả sơ mi, cả áo phông. Con này bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Sai gì đây? Không lên cho xong cọc này, không lên cho em mình mã bộ nhé. Size 35 lần. Con này size 35 lần. Chị nào mà có chồng, đấy, có bố mang size 35 lên luôn dùng nguyên nhé. Sót được cái. Hàng này là hàng 595 này chị em mình à. Hàng hãng nha. 595 nha. Em sale chị em mình bằng cái số đuôi 95.000. Size 35. Hàng ca kim mềm nhá, 95.000 nha chị em mình ơi. Này chị em mình nhìn cái hàng. Chuẩn hàng xịn luôn. Size 35 nhá, đúng con. Size 95. Nha, chị nào lấy cái này xong kéo cho em cái mã bộ hả? Bộ hãng này chị, bộ hãng này. Bộ hãng bên này em xem. Nha. Rồi lên luôn dùng cái này. Size 35 chị Minh MT. 95k chị Minh MT. Đấy. Minh MT. Size 35 chị Minh MT. Chị em mình xem like chị khó tương tác lên luôn dùm em nhé. Em sale cọc này xong lên chị em mình cái bộ hả? Để chị em mình à, sang à, 95.000 chị, 95.000. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này có cả hàng hàng này, hàng 250. Size 65. Em in phiếu nè, nhưng mà bị lỗi 2-3 ngày rồi. Bị lỗi 2-3 ngày rồi không vô được. 2-3 ngày rồi không quay được cái lượt chia sẻ của chị em mình luôn. Hồi tối nói là những chị nào chia sẻ nhiều ấy thì là em bán tặng không đồng cái áo chống nắng, nhưng mà sáng nay vẫn chưa quay được lượt chia sẻ do bị lỗi từ ngày hôm qua đến giờ. Hàng này hàng 300 mấy nghìn, 325.000 nha. Size các cái em hết rồi. Size cho những anh nào 62 kg đổ về là chốt ok nhá. 62 đổ về là lên ok luôn dùng nguyên. Cái này em bán tặng luôn kia em mình luôn. 69.000, 69.000 nhá, được chưa? Hàng này toàn bộ là hàng shop xịn hết này. 250.000 size 62. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã sơ mi size 62. Những cái này là còn sót lại cái đây. Sơ mi size 62 nhá. Em đi luôn cho dễ mình là 69.000. Sợ luôn những cái giá này lên chuẩn luôn, chị sợ luôn. Nè, đây có một con. Size gì đây? Size M, size 55. Size 55 size M. Size 55 size M nhá. Con này toàn hàng Quảng Châu và hàng shop toàn bán dễ mình lên trăm hết trơn. Cho chị Bùi Khuyến. Lên mã xanh M. Size 55. Đổ về là chốt đẹp. 69.000 thì làm sao mua được hàng này hả chị em mình ơi. Cái này em chốt xong là đi đơn hết rồi. Nha, lên luôn cho mã xanh size M. 69.000. Chị nào lấy xanh size M, lên xanh size M 69 luôn dùng nguyên nhé chị em mình ơi. Xanh M 69. Xanh M 69. Chị nào lấy xanh M 69 lên xanh M 69. Xanh ấy, xanh đen nhé. Hai con xanh đen size M. Trời ơi. Bán nhiều khi sale rẻ quá, nó mắc giá trị con áo nhé chị em mình ơi. Nè, chị em mình nhìn con áo này. Toàn hàng Quảng Châu hết. Mà em đi chị em 69.000 size M nhé.
Size 55, size 62 em hết rồi. Nha, màu này là màu xanh đen đó chị em mình ơi. Này, xịn sò lắm luôn chị em mình, nhìn con áo này. 69.000. Nha, size M nhá, cái này tại vì rớt mẫu lại còn cái em sale hết cho chị em mình luôn. Nha, hai con này là màu xanh đen size M, 69.000. Nha, chị nào lấy xanh đen lên xanh đen size M luôn dùng nguyên nhá. Xanh đen size M 69.000. Con này là còn một con size 62 màu tím. Lên mã xanh đen nha, lên màu trắng em hết rồi. Tím size 65. Cọc tay size 65. Ôi giời ơi. Lên luôn những mã tím size 65 nha chị em mình ơi. Nè, hàng 285.000 một con này. Nha, em đi luôn cho chị em mình mã này với giá 69.000. Tím này size 65 cọc tay nhé. Chị nào lấy tím lên tím. Đi đâu hết mà những con áo này mà chị em mình không săn ta. Ôi giời ơi. Nha, chị nào lấy mã tím comment lên mã tím 2X nha, size 65, chị nào lấy tím lên tím. Trời ơi, bị cớ làm sao mà đứng thế. Trời ơi, 69.000 tím nha. Size M cho chị Huỳnh Thị Nở. Huỳnh Thị Nở. Tím cho chị Ái Đoàn. Tím cho chị Ái Đoàn. Này em còn rớt mẫu lại thôi. Rồi nhá, trắng size M này. Trắng size M là size 55kg. Chú ok. Chị nào lấy trắng size M comment lên trắng M luôn dùng nguyên. Này cái này tinh tinh ấy. Tinh tinh mua con này cho nó mang ok luôn. Theo hôm sau nè, chị nào mà có con trai lớn 55kg phát ngay con này luôn dùng nguyên. Nha, con cái. Nha, chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng nguyên. Chốt mã trắng. Tím em hết. 69.000. Có con này xe 75, hàng xe 75. Xa 2X xe 70. Xa 2X xe 70. Này chị em mình nhìn. Lên mã xanh 70. Xanh size M, chị Huỳnh Thị Nở có rồi chị ơi. Tím, ối chị Ái Đoàn có chốt con tím không? Bỏ qua chị Bùi Khuyến đi. Con tím thì đang mới cầm cho chị Bùi Khuyến đi. Chứ chốt xong rồi hỏi ngược lại bao nhiêu ký nó mệt lắm. Cho chị Bùi Khuyến. Lên mã xanh luôn dùng nguyên. Này chị ơi mình nhìn hàng này. 75k. Xa 2X cho chị Lương Cửu. Lương Cửu, những cái mã này rất là em lên chị em bộ hãng nhé. Đây 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 chị. Đây cho chị Lương Cửu con này. Ok nè, Lương Cửu con này. Em lên luôn chị em mình bộ hãng nha. Lên bộ hãng đi. View cuối tuần mà sao view có view mẫn đứng mà làm biến tai luôn. Còn đứng thôi. Con này em đi chị em 65 nè. Xây 65 luôn. Thấy cũng có view mà cứ đứng. Có một con này. Hàng này mang sướng, con này dạng cotton lạnh ấy. Size XL, size 65. Mã này em đi chị em 65.000. Nha, chị nào lấy mã XL xám. Lên XL xám, em lên chị em bộ hãng. Mà bộ hãng này chị em mình nên sang. Nên sang nhá. Hàng này là hàng 255.000 một con. Trắng mờ cho chị Huỳnh Thị Nở. Trắng mờ cho Huỳnh Thị Nở. Huỳnh Thị Nở. Đây chị em mình nhìn hàng. Chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên bộ này là bộ hãng nhá. Size cho chị em mình đến 60kg là có size nhá. 60kg là có size. LXL và 2XL. Bộ này là bộ lụa hàng phối ren. Hàng 255.000. Nha. Chờ em chờ cái này mà để cho view cao cao xíu chút cho nó sướng nè. Vì sale quá là rẻ. Nhưng mà lại cứ đứng như thế này. Nha, lên luôn cho mã nhí hồng kèm luôn dùng nguyên số ký. Em đây luôn chị em mình 95.000. 95.000 chốt lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ này là bộ hàng hãng nha chị em mình ơi. Hàng Rossi, hàng 255.000. Này em xây chị em 95.000. Size đến 60kg thôi. Không có size to hơn nhé. Lụa hàng Foren. Nha, chị nào lấy cái mã này lên luôn dùng mã nhí hồng 95.000. XL xám chị Nông Phương Lan. Nông Phương Lan. Cái này cho chị Anna Nguyễn một cái này. Cái này lại tải ra rồi. Ok, Anna Nguyễn một cái này. Anna Nguyễn một cái xây L này. L này. Cho chị Thánh Trang. Thánh Trang. Cho chị Lương Cửu này. Lương Cửu này. Rồi, nguyên còn size 57 đổ về. Ờ, còn 57 đổ về. Còn 57 đổ về 95.000 nhá. Size 1X. 57 đổ về là chị em mình chốt ok. Size 1X nha. Chị nào lấy cái này. Này chị em mình nhìn không bao giờ nói deal đâu. Hàng này chị em mình săn được quá. Giá này quá sướng luôn. Hàng 255.000 một em. Và em sale chị em mình 95.000. Nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã nhí. Size 57 còn được 2 bộ nha. Ai lấy nhí lên nhí luôn dùng nguyên nhá. 2 bộ thôi. Và giá em đây luôn chị em mình 95.000. Chị nào lấy nhí lên nhí hồng. Size 1X còn 2 bộ nhá, phát lên luôn dùng nguyên. Tương tác lên xíu chị em mình ơi.
tương tác lên xíu đi chị em mà nó like này buồn quá, like chậm chậm này buồn lắm, buồn ngủ lắm. Con này size 52 đổ về màu xanh, có một bộ duy nhất, cái này có đúng một bộ duy nhất màu xanh xám ấy. Size 52 đổ về là chị em mình lên đâu ok luôn, dùng nguyên nhé. Màu này đẹp, màu này lên cưng lắm luôn, có đúng bộ size L 95.000 nha. Chị nào lấy cái này lên cho mã này mã L xanh xám size 52 đổ về thì thấy thành bộ, thấy thành bộ nha, lên xanh xám luôn, dùng đúng một bộ thôi mà em đi chị em mình 95.000, mua hàng này sướng đấy. Toàn bộ hàng hãng xe 95.000 nhí xanh, có một bộ size 52 nhé, nhí xám đi, nhí hồng chị Thu Nguyễn, Thu Nguyễn này hết, Thu Nguyễn này hết, lên mã nhí xám 95.000 thôi. Tám cho chị Anna Nguyễn, Anna Nguyễn rồi nhá, xanh này đủ chứ sao. Rồi lên mã nhí cam, nhí cam, nhí cam này toàn size 2 là size 60 đổ về, hết size L gì chị ơi, trời ơi 95.000 size 60 nhí cam, size 60 ba bộ này 60 hết. Lên mã này mã nhí cam size 60 nha chị em mình ơi nha, ai lấy nhí cam size 60 lên luôn dùng nguyên hàng 255.000, sale luôn chị em mình là 95.000 đấy. Chị nào lấy cái này lên mã nhí cam ba bộ này là size 2x, size 60kg đổ về là chị em mình lên đơn ok cái mã này nhé. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã nhí cam, chút lên luôn dùng mã này là mã nhí cam nhé, size 2 được cha. À, cho chị Lương Cửu 80 mét rồi, màn chạm hề Lương Cửu này nha. Chị nào lấy mã này lên cam luôn dùng nguyên cam, nhí hồng chị Thu có rồi, chị Thu ơi cam cho nhỏ ơi, cam cho nhỏ ơi đẹp lắm, trẻ mình muốn này đi cam. Chị Minh Lê nữa là hết rồi, nhỏ ơi Minh Lê được một bộ, chị Lương Cửu ơi hết rồi nha. Lên mã xanh này size 52 đổ về, xanh này 52 đổ về nha. Chị nào lấy xanh 52 đổ về là chị em mình chốt ok, chị nào hơi sang hàng này là chị em mình biết chắc rồi. Xanh này 52 đổ về, lên mã xanh L bộ như vậy mà có tay đây, cái này cũng cánh tiên nhẹ nè, 52 đổ về, lên mã xanh cùng kiểu thôi, họa tiết nó khác nhau thôi nha. Toàn bộ là lụa hàng phối ren, lụa hàng phối ren nhá, lên luôn dưỡng mã xanh size L, size 52 đổ về là chị em chốt ok, xanh L nha. XL tầm 55 57 2x đến 60, có 3 size L, XL và 2XL thôi nhá nha. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh size L một bộ hả. Đây à? Là chị Mai Nguyên cho bà cả miếng miếng mút kia nè. Rồi nhé, còn một bộ hồng 2x, hồng trắng 17-18 không chị ơi, 17-18 chốt đi, chốt đi, chưa lâu đâu, mới vừa lên xong xa 2x còn bộ, chốt đi chị ơi, em còn chưa tới 100 bộ đâu đấy, hồi sáng đóng luôn nó 100 mấy bộ rồi đấy. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, còn chưa tới 100 bộ đâu. Hồng 2X cho chị Hồng Phụng, Hồng Phụng này, ok, Hồng 2X này. Rồi này, Hồng Phụng, Hồng Phụng bỏ qua bên, bỏ vào trong cái bao ca. Rồi nhá, lên chung mã xanh, xanh nào xây 1X, xây 52 đổ về 95.000 thôi nha, nha, Hồng, ô quên lộn, xanh này 1X, ô quên xanh xây L, xanh xây L nhá. Comment lên mã xanh xây L, xanh cho chị Hồng Phụng. Những cái bộ hãng thì dễ mình tranh thủ mặt xanh. Rồi lên luôn dùng nguyên toàn hoa nhí đẹp không à, lại toàn họa tiết đẹp không nữa, 95.000 nha chị em mình ơi. Rồi lên luôn cho mã nhí họ, nhí vàng, nhí vàng L, L hai bộ L, hai bộ XL và một bộ size 2X trong màu vàng nha. Lên mã vàng size L cho chị em mình tầm khoảng 52 đổ về nhá, size XL cho chị em mình tầm 55, chị nào cao gọn lên 57 ký đổ về là chị em mình chốt XL nha. Đủ size đi, đủ size đi cho chị Hồng Phụng, Hồng Phụng, Hồng Phụng, Hồng Phụng, ba size ba bộ cho nó ok nè. Em còn một và size X 3X, 2X cho chị em mình đến 60, chị em mình cho ok nhá. Mình còn được hai bộ màu vàng này đẹp, vàng 52 và vàng 55-57. Lên mã nhí vàng dùng nguyên nhá, vàng 2X cái mấy rồi Lương Cửu ơi. Nè ơi, cưng lắm, màu này lên cực kỳ size, cực kỳ đẹp luôn nha. Lên mã nhí vàng kèm size 52 đổ về và size 57 đổ về là chị em cho ok luôn dùng nguyên nhá. Đây, chị nào lấy mã nhí vàng size L và size XL, XL cho các bụi, XL cho các bụi. Rồi nguyên còn size L hết thì chị Thuận Thu Trang thôi nha. Nguyên còn một bộ này size L nha, size 52 đổ về là chị em mình chốt ok luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã vàng size L, nghe rõ số ký và chốt đơn luôn dùng nguyên nhá. Nhiều chị 70kg mà vô đây chốt là đuối luôn ấy. Hồng này ba bộ cho chị Hồng Phụng, hồng L này,
cho chị Hồng Phụng, hồng L, hồng XL này. Và hồng 2X cho chị Hồng Phụng. Ok này. Rồi nhá. Lên mã hồng. Màu nào cũng phải màu hồng, màu nâu nâu ấy, màu nâu nâu ấy. Lên luôn dùng mã hồng luôn, dùng nguyên kèm size. Cứ lên hồng đi. Hồng kèm size nhá, L, XL và 2X. Em lên đang xem. Mà em lên em tiếc lắm. Hồng 2X cho lương kiểu sale tới 9.000 mà chậm là tiếc lắm luôn. Những cái gì gọi là sale rẻ là kiểu là lên là kiểu gì, sợ chị em mình không có hàng chốt ấy, mà lên là chậm là làm biết, đổ biết nha. Lên luôn dùng nguyên màu này nè, màu này cưng đấy. Lên luôn chung mã này, màu này hơi hơi xám xám. Hồng cho chị Thuận Thu Trang 1X nè, chứ chả hết 1X rồi Thuận Thu Trang rồi. Còn size L với size 2X thôi, chị Thuận Thu Trang hai mã không được rồi đấy nè, cưng lắm luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này là mã hồng, size L và size 2X thôi. Size L nhá, cho 52 và 2X đến 60. Lụa hàng Micaren. Hàng này là hàng hãng nhá. Đấy, hồng 2X cho chị Minh Lê. Bộ này màu này đẹp mà, màu này cưng mà. 45 lấy size nhỏ nhất thôi chị ơi, size nhỏ nhất là size L. Size 52 đổ về thôi và không có size nhỏ hơn nhá. Thì nào lấy cái này lên chung mã này là mã hồng. Còn hai bộ, một bộ size L và một bộ size hai bộ size L nó luôn. Hai bộ size L. Chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên nhé. Hai bộ size L. Cho em màu nữa chị. Cho em cái nhí đỏ đây nè. Nhí đỏ. Hồng, hồng cho chị à. Hồng 2X hết rồi. Hồng còn mỗi size 52 đổ về nhá. Hồng còn mỗi 52 đổ về. Không có 2X hết 2X rồi nhá. Rồi lên luôn dùng mã tim. Tim đỏ này đúng hai bộ. Hồng size L cho chị Ken Hồ. Hồng L cho Ken Hồ dùm em chị. Ken Hồ. Tim đỏ này đúng hai. Hai bộ size 2X. Lên mã tim hồng lời cho Phạm Tăng đã là hết. Hồng lời cho Phạm Tăng đã là hết 95.000. 95.000. Lên tim luôn dùng có hai bộ tim thôi. Sa 2X dùng nguyên nhá. Còn em mã tim đỏ. Tim bị lương cửu còn một bộ tim nha. Y kiểu hết mà Nguyễn sẽ cho chị em mình coi cái họa tiết. Nha cho chị Hồng Phụng cái nữa là hết. Hết tim đỏ nhá. Lên mã tim nu. Tim nu luôn dùng nguyên. Tim nu size L. Size L. Size XL. Tim nu này 1L, 2XL, lụa hàng, lụa hàng châu nha, lụa hàng châu, mix ren nhá, bộ phối ren và một bộ size 2X nha. Lên luôn dưỡng mã này, tim màu nu, hồng size L em hết rồi. Còn vàng size L này chị Diệp Chi. Lên luôn dưỡng mã tim nu luôn dùng nguyên nhá. Size L Thuận Thu Trang. Thuận Thu Trang đây nè. Thuận Thu Trang đây, chị em mình coi ngòi của nó nè. Hàng này toàn hàng 295.000 thì chị em mình nhìn rõ không? Đấy, em đây luôn chị em mình. XL cho chị Huỳnh Thị Nở nè. XL Huỳnh Thị Nở nè. Rồi ok, chị nào lấy nu 2X và nu size L. Size L là 52 hết đến 60 nhé. Đấy, em đọc toàn số ký quay đầu. Toàn số ký quay đầu. Chờ em xin xin nhé. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã tim nu luôn dùng nguyên nhé. Lên mã tim nu, rồi màu cuối cùng của mã tim, lên mã tim vàng. Lên mã tim vàng luôn dùng nguyên nhé. Chúc lên mã này là mã tim vàng luôn dùng nguyên. Gộp đơn hôm thứ 6 á, thứ 6 mà giờ còn đơn á. Phạm Tăng thứ 6 mà còn đơn luôn à. Lên mã tim vàng luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đẹp lắm luôn, đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Một rộn 95.000 tim vàng, size L 52 đổ về. Size XL chị em mình 55, chị nào cao gọn lên 57. Và size 2X dành cho những chị em mình 60 đổ về là chị em mình cho ok. Comment lên mã tim vàng, màu vàng thì lên cực sáng da. Cái gì mà thấy màu vàng là ưa. Cái gì thấy màu vàng là ưa rồi. Cho chị Lương Cửu nha, chị nào lấy cái này lên chung mã tim vàng kèm size. Tim vàng kèm size nhá, L, XL và 2XL cho cái mã này. Chị nào lấy tim vàng chốt lên luôn dùng nguyên nhá. XL thì Thuận Thu Trang. Đẹp như thế này nghĩa là lên không có hàng chốt ấy. Thuận Thu Trang sang được cái gì mà hàng hãng về lên luôn chị em nó sướng đờ luôn. Mà chốt chậm lại tiếp. Chốt chậm lại tiếp nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã tim vàng kèm size L, XL và 2XL nha. Cho những chị em mình đến 60, chị em mình không biết mang size gì, chị em mình lên chung số ký là ok nhá. Nguyên đây luôn chị em mình là 95.000 một bộ nha. Chị nào lấy tim vàng comment lên tim vàng luôn dùng đi nhá. Tim vàng 95 nha, em lên một mã đây chị em mình nè. Chậm quá làm biết nha, chị nào lấy tim vàng lên tim vàng luôn dùng nguyên kèm size nhá. Tim vàng kèm size luôn dùng nguyên, cho em một mã nữa nè.
cây mã phẩm đi, cây mã phẩm đi. Vàng lờ. Chị ơi chị giặt sấy ti ti. Lên thông tin cho em. Đó, lên cái mã phẩm đi cho em. Cho nó lên lại. Giặt sấy ti ti lên thông tin cho em đi nha. Không có thông tin lại không chốt đơn được. Trời ơi, cái này nó cưng, cái này còn đúng bộ. Size 2. Lên mã vuông. Nè. Vàng cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị size 2X. Hoa Dung Nguyễn Thị 2X. Chị nào không có thông tin lại không chốt nha. 2X coi thì chị ra 2X thôi. Rồi. Các em đang like đây chứ chị. Chị Hồng Phụng. Em đang like đây nè. Em đang lên bộ hãng mà. Đó chị Hồng Phụng. Cái này có một bộ size XL. Lên mã cam. Cưng chưa? Một bộ duy nhất size XL. Chị nào lấy cái này lên mã cam XL dùng nguyên nhé. Cam XL size chị em là 55. Còn 57. Cam một cái nhá. Chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên. 95.000. Em đi nhanh cái này thôi. Tiếp cam luôn. Cam một bộ. Chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên. Lên mã này là mã sọc vàng. Size L 2 bộ này. XL 2 bộ và một cam cho chị Hồng Phụng luôn nha. Chị nào lấy cái này lên mã sọc vàng, hai cái size L, một cái size XL và hai bộ 2X. Với giá em đi luôn chị em mình là 95.000. Đủ đẹp cho chị em mình ơi. Đấy, hàng này. Hàng 295. Em không. Em không nhé. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã sọc vàng luôn dùng nguyên. Quá đẹp như thế này, vài hôm nữa làm gì đi tìm ra được bộ chị em mà nói. Đấy. Chị nào lấy cái này lên mã sọc vàng luôn dùng nguyên kèm luôn dùng cái size hữu ích quá. Bây giờ ít quá hay là chậm hay là đưa cho em cái máy mới đó, chị đang dùng cái máy mua đó. Đưa cho em một cái máy mới đó thử nè. Chậm dễ sợ luôn. Nha, chị nào lấy sọc vàng comment lên mã sọc vàng luôn dùng nguyên nhé, kèm size luôn dùng nguyên. Sọc vàng kèm size nhé. Cả tiếng đồng hồ rồi mà nãy giờ cam em hết rồi. Ba size cho chị Hồng Phụng. Ba size cho chị Hồng Phụng. Ba size chị Hồng Phụng. Rồi ok, chị nào lấy cái nào lên luôn dùng đi nhá. Còn được hai bộ, một bộ size L và một bộ size size 2X nhá. Em đi luôn chị em mình là 95.000. Rồi nhá, mã này nữa. Mã này lên mã ô. Xong mã này em qua bộ nhá. Để dành đi, hồi nào video ok thì lên. Comment lên luôn mã này là mã bộ. Bộ nhá, chốt lên bộ luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Chị ơi, đóng cái cửa lại giùm em chị. Thôi nhá, lên luôn dùng cái này, sọc vàng size L. Sọc vàng size L. Sọc vàng L này chị, bỏ qua sọc vàng size 2 ok cho chị Nguyễn Thị Hoa luôn. Size 2 là đến 60kg thôi nha, để luôn dùng nguyên nha. Chốt đi chị, ô đang chị cắt. Size L cho Lê My với lại size 2X cho chị Nguyễn Thị Hoa chứ. Nha, lên luôn chung, mã này là mã đỏ. Đỏ nhá, đỏ size L và size 2 thôi. Đỏ size XL và size 2 thôi. Chị nào lấy đỏ lên đỏ nha, chốt lên luôn chung mã đỏ size L. Nhầm, đỏ size XL và size 2 XL 55 57 và size 2X đến 60 nhé. Cái này có 3 bộ. Em đi luôn chị em mà là 80, quên lộn 95.000. Có là ok không ta? Răng bên này nó đứng luôn nè. Nha, ai lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên. Có chị ơi, chờ em xíu. Chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn người nhá, 3 bộ thôi. Ai lấy đỏ lên đỏ, 3 bộ đỏ. Chị nào lấy đỏ, chốt đỏ luôn dùng nguyên. Trời, lên cái gì ta? Hàng thì đài ra mà thấy view này chán quá. Chán cả muốn lên luôn. Hay phát lại cái coi. Sơ mi đằng sau đây. Quay cái quạt luôn cho nó khó chị. Mang chị like cũng khó. Mạng à? Ừ. Cái chậm mới kiểu bùng cái gì á. Cái này em còn hai con thôi. Size 62 đi chị nè. Hai con này size 62 một à, quên. Con này size 60, con này size 62. Nhá.
sọc có màu tối xíu không ạ? À? Không, không chị ơi. Có màu tím, từ từ chạy em xíu. Con này em đi chạy em 69 nghìn. Có một cái size 62 nhé. Toàn bộ hàng này là hàng 320 nghìn. 320. Chả biết là lên kiểu gì luôn. Cuối tuần mà view thì ấy, nó chậm. Cái này là size 57. Có hai cái, này sốc là hai cái. Em đi luôn chị em mình là cứ cho em lên một mã nữa thôi, cho em cộng thôi. Có màu tối không? Đó. Sao em bỏ xuống cái chắc chồng lại cho nó gọn chị? Chắc chồng lại cho nó gọn luôn. Xong rồi xong rồi xong. Xanh này 57 thôi chị ơi. Xanh là size 57 thôi. Em lên luôn chị em mình bộ này size 52 đổ về và size 55, 57 đổ về thôi, không có hãy. Màu tím. Màu tím nhá. Mã này chị nào lấy cái này lên tím luôn dùng đi. Size 52 và 55. Tím này sắc nách rồi. Tím này sắc nách rồi. Cọc này sắc nách rồi. Hai cái này dành vài hôm nè. Tím này sắc nách nhá. Chị nào lấy tím lên tím luôn dùng nguyên nghe chị em mình thôi. Comment lên tím luôn dùng nguyên. Tím nhá. Tím có hai size thôi. Tím này cưng này. Chị em mình nhìn hàng. Kiểu này. Tím này cưng chưa nè. Đấy. Lên tím luôn dùng nguyên nhá. Cho chị Hồng Phụng. Cái này nó chỉ còn size 52 đổ về thôi. Chị Hồng Phụng hai bộ hai size. Ok, hai bộ hai size. Hai bộ hai size chị Hồng Phụng. Rồi còn size 52 đổ về. Màu tím này cưng nè. Sắc nách và có cái kiểu khuy ở phía phần dưới nè. Nha, có một bộ vàng duy nhất size L. Size L size 52 đổ về. Một vàng duy nhất size 52 đổ về. Thêm bộ tím cho Hồng Phụng. Nha. Cái này có một bộ duy nhất nè, cưng chưa? Đấy, kiểu của nó này. Có một bộ màu vàng size 52 đổ về chị em mình chốt ok nhé. Vàng cho Hồng Phụng. Vàng cho Hồng Phụng. Ok, vàng cho Hồng Phụng luôn. Vàng cho Hồng Phụng luôn. Vàng cho Hồng Phụng luôn. Nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Cảm ơn mã này là mã xanh ngọc. Nha, chúc em mã xanh ngọc. Cảm ơn xanh ngọc luôn dùng nguyên nhé, kèm size. Xanh ngọc có đủ size nhé chị em mình nhé. Xanh ngọc đến 2XL. 95.000. Xanh ngọc đến 2X nhá, 95.000. Kiểu của nó này chị em mình. Tím cho chị à. Ken hồ chị. Tím cho ken hồ. Hết. Rồi nhá, xanh ngọc. Xanh ngọc, xanh ngọc đủ size chị Hồng Phụng. Xanh ngọc đủ size chị Hồng Phụng. L này. XL này. XL này. Và 2XL này. Ok, xanh ngọc đủ size chị Hồng Phụng. Hồng Phụng đi chị. Xanh ngọc đủ size Hồng Phụng. Rồi ok nhá, chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc dùng nguyên nhá. Xanh ngọc còn size L, size 52 đổ về. Còn 52 đổ về nhá. Rồi đỏ nữa thôi chị em mình ơi. Rồi nha, lên đỏ nữa thôi. Chị nào lấy đỏ lên đỏ nhá. Xanh ngọc hết size 2 rồi. Xanh ngọc còn size L thôi. Size 52 đổ về thôi chị em mình nha. Áo đang mặc hết rồi. Rồi lên đỏ nhá. Áo khoác em còn. Áo em đang mang hết rồi nhá. Chị nào lấy đỏ lên đỏ về, chị em không thích bộ à. Chuyển nhá, chuyển mã nhá. Comment lên luôn dưỡng mã này là mã đỏ. Đỏ kèm size nhá. Em qua mã nhá. Đỏ kèm size. Chúc lên đỏ kèm size luôn dùng nguyên. Từ size xanh ngọc tới 60 không còn chị ơi. Chuyển qua màu đỏ dùng nguyên. Chuyển màu đỏ nhá. Nha chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên. Có kiểu họa tiết giống như này mà không sắc nét xanh ngọc size L cho chị Thu Nguyễn. Thu Nguyễn. Rồi còn cặp này, các cặp cuối cùng em lên nát luôn là hết rồi nè. Lên vàng luôn dùng nguyên nhá. Vàng, vàng, vàng. Vàng này có 2 bộ 1X và 2X thôi. Vàng này có tay, tay cánh tim nha. Nha, lên mã này mã vàng luôn giúp nguyên nha chị em mình ơi. Vàng này đúng 2 hề. Nha, chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên. Đấy. Dạ. Đây chị. Vàng 2 cho chị Hồng Phụng. Vàng 2 chị Hồng Phụng này chị. Hồng Phụng. Rồi nhá, lên luôn dùng mã tím. Tìm tí xã. Có đăng cấp xe có không? Tím L, tím XL, tím 2X nhá. Tím này có một bộ 2X thôi. Đỏ cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị. Đỏ 2X cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị. Sao dùm em chị? Có trong này có đỏ 2X, nhưng trừ cho chị luôn đó. Cặp dưới á, cặp dưới hàng mà hàng sắc ấp. Vàng em hết rồi, hết vàng nhá. Lên tím luôn dùng đi. Tím nha, chị nào lấy tím, tím cho Hồng Phụng. Tím cho Hồng Phụng.
tím hồng phụng. Không, đỏ không có thấy rồi. Đỏ này không có thấy rồi. Rồi nha, lên tím luôn dùng nguyên nha chị em mà nói. Chị nào lấy tím xong này hôm qua mãi nhé. Lai bộ chồng quá. Lên phí lắm luôn. Thầy đám sĩ hết trong khỏe. Cái gì mà hàng đẹp thằng ấy là chuyện tình là ưa để lại là lai lẻ. Để chị em mình mua được hàng giá rẻ. Đấy mà chậm quá. Tiếp. Nha chị nào lấy tím lên tím luôn dùng nguyên nhé. Comment lên tím luôn dùng nguyên. Tím size 2 à, tím size 2 hết rồi. Hết tím size 2 rồi. Hết tím size 2 nhé. Rồi em qua mã nha chị em mình. Qua mã nha. Qua chuyển mã nha. Cái lanh còn 4 cái, 5 cái em đi chị ăn 49 nghìn con. Kiếm thêm 2 cho chị ạ. Kiếm thêm 2 cho Hồng Phụng. Kiếm thêm 2 cho Hồng Phụng. Rồi cái này em còn từng này cái em đi luôn chị ăn 49 càng con luôn. Váy lanh nhá. Váy lanh. Còn nó lại 4 cái. Em đi luôn chị ăn là 49 càng. Em cái này quá rẻ luôn. Cái này tự tin rẻ luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Xay 60 đổ về là chị ăn chứ ok nhá. Thứ còn cái thôi nè. Nó hết chừng này là hết sành xanh rồi nè. Em lên luôn chị em mình là 49.000 xây 60. Mà toàn bộ là lanh nhung nhé. Toàn bộ lanh nhung nha. Em đi 49k. Lên luôn dụng mã hoa xanh. Hoa xanh 49. Chị nào lấy hoa xanh 49 chút lên luôn dụng nguyên. Hoa xanh này. Hoa vàng được 2 cái. Hoa đỏ được 2 cái. Váy lanh cho chị Mai Nguyễn. Hai cái hoa vàng, hai cái hoa đỏ. Hoa đỏ nhí này nè. Và một cái xanh thang nhí. Hoa xanh ok. Hoa vàng, chị nào lấy hoa vàng lên hoa vàng. Lên mã nhí đỏ luôn dùng nguyên. Form này chị em 60 đổ về, chị em cho ok nhé. Hoa vàng cho chị Nguyễn Phan Hà Kim. Nguyễn Phan Hà Kim nha. Lên luôn dưỡng mã này 49.000 nhé. Hai cái hoa nhí đỏ. Một cái hoa vàng. Hoa đỏ chị Thuận Nguyễn. Chị ơi, chị cảm Nguyễn Thị chọn cái màu cho em với. Lên màu cho em đi. Em like từng cái chị em mình chọn màu mà. Còn một cái hoa nhí đỏ. Đấy. Một vàng, một đỏ và một cái màu đen. Hết hàng này luôn nha. Xong cho em sale áo khoác. Sale áo khoác. Một cái hoa đen nữa là hết nha. Còn một đỏ, một vàng và đen nữa là hết. Form này form toàn bộ form 60. Chị em mình mau ok nhé. 49k. Chị em mình tương tác lên xíu đi. Thả tim, thả like cho nó. Nó like đi chị em mình ơi. Chậm chậm lâu lâu chị em mình thả cái comment. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá. Cái này là gì đây? Em bán tặng luôn. Chắc là view ít nè. Em chắc lên hàng lẻ thôi. Cho nó nhanh nha. Rồi cái này em có hai cái. Mì tàu, một cái size 50-52, một cái size 57. Mì đây đỏ nha. Con này là mì đây đỏ. Em đi luôn chị em mình nói 49.000. Một cái size S, size 50 đổ về. Chút 50 đổ về cho nó thông thả. Và một cái size 57 đổ về. Có hai con 49.000. Mì đai đỏ. Đây này chị cho em cái cọc chỗ cọc ốc chỗ này. Thấy không? Có cái dây dây tua tua ra đó. Dưới nữa. Đây này, bên tay này. Đó. Đó, bỏ ra cho em xem. 49.000. Ở ốc khoác đó. Cho chị Thuận Nguyễn. Mì cho chị Thuận Nguyễn size 57, 49. Rồi còn size 50 đổ về là chị em cho ok. Nhớ luôn dùng nguyên là mì đai đỏ. Mì xịn nhá. Size S chị ơi. Cái này size S chị ơi. Size S thôi. Còn size S cho chị Phạm Tăng. Cho chị Phạm Tăng. Cái nào nãy cho chị còn nãy em thả xuống chút chưa? Chút đi. Không, size S mới là Phạm Tăng. Size S là Phạm Tăng này. Size S là Phạm Tăng. Còn size ấy em bỏ ở trên á. Đây là dùng cái phần này cái cũng được chứ hết. Hai ngày rồi không hoạt động gì đâu hết. Không. Ô, không phải. Cái màu mà 57 ký á. 57 ký á. Hồi nãy đọc cho ai chốt lại. Cho em đọc cho. Con này xây nhỏ xây 48 độ về em bán tặng chị em 39.000 luôn. Nha, chị em mà nhìn cái bản lưng của nó nè. Lưng này lưng siêu cao. Con này bán tặng 39.000. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã 39.000. Chốt mã nút 39 size 48 đổ về là chị em mình lên ok. 48 đổ về. Còn cái cọc này là hàng lẻ tẻ này. Hồi nãy là chị Thuận Nguyễn đó chị. Thuận Nguyễn. Cái này toàn bộ là bán tặng chị em mình chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Hàng này hàng toàn hàng trên trăm hết này. Toàn hàng trên trăm hết nè. Em còn lẻ tẻ nhá. Dạng khoác thùng. Khoác 2 lớp. 39 là dịch Phạm Tăng. 39 là cái máy nút em thả xuống. Này chị em mình nhìn nè.
Phương to nha, Phương thì chị em mình 60 chị em mình vẫn mang được. Chị em mình không thích ấy thì chị em mình, nếu như không thích mang thùng chị em mình có thể rút cái phần bo. Em còn mấy con này em bán tặng nó đi cho nó gọn. Hai lớp hết. Đấy. Size 60 mang ok luôn, dùng nguyên nha chị em mình ơi. 60 mang ok luôn. Em đi luôn chị em mình nó 75.000. Một cái. Đã chưa? Sale cho nó gọn kho thôi. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên size 60 đổ về. Chị em mình không thích. Đấy, thùng như thế này chị em mình rút bo lại nhé. Cái này toàn bộ là có bo hết này. Đấy, chị nào thích bo thì bo lại, còn không chị em mình thích thùng thì thả xuống nhé. Lên luôn dưỡng mã này là mã hồng 75.000 nhá. Chị nào lấy hồng 75 comment lên luôn dưỡng nguyên. Siêu rẻ luôn ấy chị em mà nói. Siêu rẻ luôn. Đấy, chị nào lấy khoác hồng 75 lên luôn dưỡng nguyên nhá. Mỗi thứ em còn cái này. Em đi luôn cho nó gọn với giá là 75.000. Chị nào lấy hồng 75 chị Mai Sinh, ok chị Mai Sinh lên thông tin cho em. Toàn bộ cái này là một size, còn một size 60 kg đổ về là chị em mình lên ok nhá. Hồng cho chị Phạm Sinh này, cho chị Mai Sinh lên thông tin đi chị ơi. View mà lâu thả cái comment buồn dễ sợ luôn. Hồng này chị Phạm Sinh lên thông tin cho em đi, lên thông tin nhá. Còn hồng này chị Mạnh Nhân lên, lấy chị lên thông tin cho em. Màu xanh không có, không có xanh chị ơi, có màu xanh rêu nha. Chị Mai Sinh lên thông tin, bỏ riêng ra chị, không có thông tin là bỏ ra nhé, không chốt nhé. Lên thông tin cho em. Còn cái màu hồng nha, toàn bộ khách có đơn phải kèm thông tin, không có thông tin nghe không chốt. Lên luôn dùng ngân vàng để chị em mình nhìn hàng luôn dùng em. Chị Mai Sinh có thông tin rồi. Cả lên cả địa chỉ trên live cho em. Toàn bộ là hai lớp nhé chị em mình, không ai bán giá này đâu. Giá này em bán tặng, còn cái màu hồng chị nào lấy hồng lên hồng nhé. Rồi nhá, lên vàng. Chốt lên vàng luôn dùng nguyên nhé, 75.000. Vàng cho chị Mai Nguyên. Lên thông tin khách ơi, không có thông tin là chịu luôn. Vàng đó chị, vàng này chị Mai Nguyên. Trương Nguyệt một vàng một hồng. Trời, 75.000. Một vàng một hồng cho chị Trương Nguyệt à. Trương Nguyệt cũng lên thông tin cho em. Lên thông tin nha. Bỏ riêng đó chị Trương Nguyệt, bỏ lên cả địa chỉ trên live cho em đi. Xanh reo cho chị Lê Nguyễn. Lên cả địa chỉ trên live cho em. Tiếng có tiếng không ta? Ta có tiếng đâu chị. Không, không lên nữa chị ơi. Rồi còn hai cái vàng này, hai kiểu khác nha. Vàng này hai kiểu nhé, còn một màu vàng. Chị Trương Nguyệt chưa có thông tin hả chị? Thế bỏ ra đi, chốt cho người khác đi. Cái điện thoại không có cái phần mềm, không có được cái gì hết. Cái này thì không biết được. Chị Trương Nguyệt không chốt, không lên đơn là em bỏ cho người khác nha. Em không nhắc đi nhắc về nữa nha. Vàng này bỏ cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị. Vàng này tương tự nhá, cùng phone hết nhưng mà cái chữ nó khác nhau xíu thôi. Chị này không có thông tin rồi, bỏ ra đi chị. Bỏ của chị Trương Nguyệt nó ra đi. Hồi nãy màu vàng màu hồng chị nào chưa có lên lại dùng em. Bỏ hai cái nó qua cho cô Thu đi. Bỏ hai cái như cô Thu đi. Em bán tặng 75.000 nha. Chị nào không có đơn em bỏ ra hết, em không chốt nha. Không có thông tin là em bỏ ra hết, em chốt nha. Còn cái màu đỏ đô, lấy cái màu cam phía sau. Rồi cái này toàn bộ là hàng bé. Hàng bé em bỏ ra rồi nhé. Em bỏ ra rồi, em không chốt lại nhé. Vàng, vàng cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị luôn. Còn cái vàng này vàng tươi hơn xíu. Em bỏ cho người khác rồi nha. Cứ chốt đơn mà chờ chị lên thông tin cực quá. Cứ chốt đơn phải kèm thông tin liền. Hoa Dung Nguyễn Thị. Vàng này vàng khác nhé. Màu vàng này tươi hơn xíu. Đẹp lắm luôn. Lên mã tươi luôn dùng em là ok. Chị em mình nè, toàn bộ ở trong nó có rút nè. Hôm nay chị em mình thích bo, chị em mình rút ra dùng nguyên nhé. Còn không thụng thì chị em mình để như thế này được. Còn không chị, em lên hết 75.000 luôn đi cho nó gọn. Phong 60 chị em mình mang ok nhé. Được chưa? Lên luôn dùng mã này là mã vàng tươi. Vàng này tươi hơn nhé. Chút mã tươi em có một cái. Tôi like từng cái cho chị em mình coi luôn nha. Lên mã vàng tươi. Đằng sau của em treo là toàn bộ là hàng bé rồi. Hàng này mới là hàng người lớn nè. Hàng bé là em đi chị em mình là 69.000 nha. Chị nào lấy tươi lên tươi. Có một cái phối này đẹp, màu gạch phối đen.
lên mã phối cùng một phô mát con 60. À quên, hồi nãy cô thu 6, cô thu chỉ có 6 mấy ký luôn ấy. Cô thu cũng vừa đâu, quay mất tiêu. Cô thu không vừa, cô 6 mấy ký lận. Bỏ cô thu ra đi, bỏ màu vàng cho chị Nguyễn Thị Hoa đi, còn cái màu hồng phối cho chị có thể bỏ phối này rồi nhá, lên mã hoa này, hoa hồng đẹp lắm luôn nha. Chị nào lấy hoa hồng lên hoa hồng gạch em hết, phối cho chị Nguyễn Thị Hoa màu gạch em hết nhá, gạch em hết lên mã hồng, phối em hết nha, lên mã hồng. Bỏ cái hồng còn lại cho chị Trương Nguyệt đi chị. Bỏ cái vàng hồi nãy còn lại cho chị Trương Nguyệt. Đó cái này cho chị Trương Nguyệt đi. Cô thao không vừa, cô thu không vừa đâu. Trương Nguyệt. Rồi nhá, còn một hồng này. Em đi luôn cho dễ, mình là 75.000 nó quá rẻ, giá này là giá em sale hết cho nó gọn xong. Rồi, phối màu đỏ đô. Vàng đang mặc cái trang nghiêm. Trang nghiêm. Hoa hồng cho chị Bích Liên. Trời ơi. 75.000 không bằng cái người ta bán con ốc phong ấy. Màu đang mặc cái gì Trang Nghiêm. Trang Nghiêm lên cả địa chỉ nè. Ok, Trang Nghiêm. 75.000 thôi. Hoa hồng chị Bích Liên rồi. Ok nè. Rồi nhá, lên mã phối đỏ đô. Phối đỏ đô này con cái, phối đỏ cho Phan Hương. Chị em mang mùa nào không được. Giá em đi 75.000, sợ thiệt luôn. Cho Phan Hương. Có ra đâu thấy cầm màn chậm, chị em mình đi qua máy lượt rồi mới thấy chị em mình cầm lên lên. Rồi nhá. Ui, cái này còn toàn màu đẹp không ấy. Toàn màu đẹp không ấy chị em mình ơi. Lên mã phối đen, đây chị em mình cần mở ra không? Chị ba cái, chị Mạnh Nhân ơi, chị lên lại cho em để chọn lại từng màu. Nè, cái này toàn màu đẹp, màu phối đẹp không ấy chị em mình ơi. Lên mã này mã 1 đi cho nó dễ, chị gạch lại giùm em nhé. Cái này em bỏ xuống mã 1 nhé, tại vì màu nó nái nhau, nó lai rõ gì em mình từng cái. Thứ còn cái này em bỏ lên bán càng cho nó gọn hết nha. Comment mã này là mã 1, màu của nó là màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ, màu vàng gừng ấy nha, vàng gừng. Cái này cho chị Ngọc Trâm. Phối đỏ đôi em hết rồi. Mã này mã vàng tươi này. Phối vàng tươi em sẽ mang chị em mình mã phối chị em mình xem. Chị em mình không thích mông thụng ấy, thì ở dưới cái thằng áo này nó có hai cái rút này, cho chị em mình rút bo lại. Lên mã vàng tươi hết rồi, vàng tươi dùng nguyên hồng hoa. Mã số 2 cũng được, vàng tươi hoặc mã số 2 dùng nguyên là được nhá, đẹp lắm. Mà đi 75.000 không bằng người ta bán cho chị em mình một con ốc thun ấy. 75.000 cho nó gọn kho chị em mình nhá. Em đem luôn chị em mình mã này là mã số 2 hoặc là mã vàng tươi là ok. Đi tặng 75.000, 75.000 rồi nhá. Lên mã phối cam, phối cam nhé, cái này vàng tươi hoặc mã số 2 đi là được chị nha. Lên mã phối cam hoặc là mã số 3 nha, mã số 2, cái này số 3 này. Phối cam nhé, chị nào lấy phối cam lên phối cam. 75.000 thôi, còn bữa này xả lỗ, còn ít là em xe cho nó gọn nhé. Chị nào lấy cái này lên mã phối cam, phối cam hoặc là mã số 3 là ok. 75.000 cho chị Thuận Nguyễn. Thuận Nguyễn rồi. Đen trắng, đen trắng hoặc là mã số 4 nha, trắng đen hoặc mã số 4 luôn dùng nguyên nhá. Hết mã 3 chị em mình này. Nha, chị nào trắng đen hoặc là mã số 4 luôn dùng nguyên là ok. Rồi lên mã hồng trắng. Mã số 5. Mã số 5. Ghi lại về số 4 đi chị, số 4 gì trên Phan kìa. Trên Phan không đánh số lại là không biết đâu chị. Rồi nhá, đây mã số 5, đẹp chưa? Còn cáo. Chúc mã số 5 dùng nguyên nhá. Comment mã 5, không xấu ơi. Đen chút rồi đúng không? Rồi nhá, lên luôn chỗ này, đen cái này cho chị Thuận Nguyễn này. Đen trắng gì Thuận Nguyễn đi chị. Thuận Nguyễn này. Rồi nhá, lên mã số 5 này. Ai comment lên ai lấy 5 lên comment 5 luôn dùng em cho chị Tiết Trần, Tiết Trần quen. Tiết Trần quen 75 nha chị. Rồi màu nâu. Còn cái màu nâu. Em đi 75 thì rẻ lắm. Cuối tuần bao giờ vậy em săn được hàng rẻ. Thấy gì còn ít ít là em sale luôn cho nó gọn. Đang sale sale là lắm này, chị em mình mang quanh năm cũng được. Nha, lên mã nâu. Nu là mã số 6, bỏ cho chị Mạnh Trần, Mạnh Nhân cái thì nãy giờ không nha. Chốt được một cái thì là chịu khó là đi đơn, chứ đừng có nhiều chị chốt được một cái xong cái để gom miết cái xong cái xả em mệt lắm nha.
đấy, còn cọc mua không chị cho em lên luôn, còn màu nào cho em đây. Em lên đó 75 nhìn cho nó gọn tho nhé. Không có đâu chị Nana ơi, hết rồi. Cho em lên đây. Hết rồi chị Nana ơi, rồi còn tầm khoảng chục con nữa. Còn tầm chục con nữa nè chị em mình. Teo hết. Dồn đi, dồn tới, dồn lui đây. Cái mã đỏ đô dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đỏ đô, còn cá nè. Em ăn thử gì vậy, mình làm một con chị em mình dồn phồn. Đẹp lắm luôn. Toàn bộ là hai lớp nha. Đi như vậy mình giống như người ta bán hàng hàng xổm xổm hàng rẻ rẻ. Cho chị Lê My con này. Lê My con này. Ok chị Lê My. Đẹp chưa? Này. Thích thì chị em mình rút lên nha. Đây đây đây. Ghi này cho chị Lê My. Thích chị em mình rút cái bo này hết lên nhé. Là thành áo bo. Đấy, còn không thì mang thủng thủng này chị em vẫn ok. Nào ăn cũng được hết. Mà đi 75 nghìn. Giờ sale rẻ quá chị em mình ơi. Nha. Ok chị Lê My này. Lên mã hồng. Hồng phối trắng con này cũng đẹp. Nha, lên mã 7. Chị nào lấy mã 7 lên mã 7, 7 là hồng phối trắng nhé. Chúc mã 7 luôn dùng nguyên cho nó nha. Comment cái số không cho nó nhanh. Nha. Ghi đánh số 7 luôn dùm em. Còn trắng đen à. Trắng đen hết rồi. Nha, lên mã 7. Lên mã 8. 8 là đen phối cam. 8 là đen phối cam. Nha, cho nó nhanh. 7 cho chị Mạnh nha. Lên mã 8 như thế này cho nó nhanh. Ôi trời ơi. Comment mã 8 luôn dùng nguyên. Nha. Lên mã 8 luôn dùng nguyên. Cho nó nhanh nhá, khỏi cần. Chúc 8. Comment lên mã 8 luôn dùng nguyên. 8 hình thì chị Hạnh. Rồi lên mã 9 luôn dùng nguyên. Comment lên mã 9 luôn dùng nguyên. 75 nghìn thôi chị em mình ơi. Đi. Mấy khi nó rẻ mà mùa nào mang cũng được. Mang đã đời các kiểu, hai mẹ con còn mang chung được luôn kìa. Nha, lên mã 9 luôn dùng nguyên. Chúc mã 9 nhé. Chị nào mà có con gái lớn lớn nó cũng mang những con này đẹp, được luôn. Chị Thông Phương Lan nãy giờ chưa có con nào luôn. Lên mã 9, mã 7 em hết rồi. 9. Áo gió. Áo gió hai lớp. Toàn phối đẹp, gió giận, gió thùng ấy. Mà đi 75 nghìn. Hàng này toàn đi sỉ trên trăm hết. Toàn đi sỉ trên trăm ấy. Mà em đi luôn cho chị em mình làm. Lên mã 9 luôn dùng nguyên nhá, là hồng. Nha, mã 10. Mã này là mã 10 này, hồng nhạt phối trắng. Đẹp chưa? 85 nghìn. 8 cũng hết, còn mã 9. Chị Văn Phương ơi, còn mã 9, mã này là mã 9 này, chơi lại cho khách coi mã 9 nha. Nha, mã này là mã 9 nha chị em mình. Đẹp rẻ. Sắc luôn. Vì nguyên sale quá rẻ luôn. Này chị em mình ơi. Nha, lên luôn dưỡng mã này là mã 10. 75 nghìn. Chắc còn cặp này nữa thấy đúng không? Chuẩn chưa? Lên mã 10. Còn cọc nên để là hết. Chưa tới chục con nữa đâu chị em mình ơi. Phát người con luôn để dành mà mang. Nha, lên mã này là mã 10. Mã 10. Chị nào lấy 10 lên 10 luôn dùng nguyên nhá. Comment lên mã này. Mã này tương tự thôi. Chúc mã 11. 11. Chị ơi, chị toàn lên sao á. Người ta chốt mất tiêu rồi mới thấy chị lên comment. Đấy, còn mã 9, mã 10 đây. Chị lấy thì chốt. 11 luôn dùng nguyên vàng đen. 11 là vàng đen. 11 là vàng đen. 11 cho chị tiếp tràn quen. Tiếp tràn quen. Tiếp tràn quen. Rồi nhá. Lên 12. Comment 12. Nha chị nào lấy 12 lên 12 dùng nguyên nhá. 12 có 1. Nha, 12 có 1. Chị nào lấy 12 lên 12 11 hết nhá. 12 này chị em mình. Cho nó nhanh nhá. Để chị em mình đánh số cho nó nhanh. Lên mã 12 cho chị Văn Phương. 12 cho Văn Phương, chị em mình đánh số cho nó nha. Rồi lên 13. 13 nhá. Chúc mã 13 luôn dùng nguyên. Comment lên mã 13. Nha, chị nào lấy mã 13 lên mã 13 hết 12 nhá. Còn một phía sau này. Nên là chị em mình to nhỏ chị em mình rút lại được hết ấy. Trên cũng rút lại được mà dưới cũng rút lại được hết. Nha. Đằng sau rút được, chị nào nhỏ con cũng rút lại được. Nha, lên mã 13, chị nào lấy 13 lên 13. Nhá. Này đi 13 luôn giùm em, 13 này. Nhá, rồi lên 14. 14 là màu xanh rêu. 14 là màu xanh rêu. Được chị ơi, em mang được mà. Từ 40 mấy đôi ký lô lên cũng được chị em mình nhìn để ý luôn dùng em.
có những cái, à, cái này không có, có những cái là đằng sau nó toàn bộ có rút hết. 12 chút đi chị, 12 chút rồi đúng không? 14 đây nè, 14 cho Nguyễn Thị Hoa này. Nguyễn Thị Hoa rồi nè, 15 em hát 14 nha chị ơi, rồi chốt lên mã 15 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy 15 lên 15 luôn dùng nguyên, 15 có 1, chị nào lấy 15 lên 15, 15 có 2 chứ, 15 hết 14 lên 15 dùng nguyên như vậy mà nói nha. Chị nào lấy 15 lên 15, 15 có 2, còn 16 nữa là hết, 16 nữa là hết nè chị em mà nha. Hết gọn luôn, đi 75.000 thì nó quá ư là rẻ luôn nha. Chị nào lấy cái này lên mã này là mã mấy rồi? 16 cái cuối cùng cho chị Văn Phương nữa là hết, hết nha, sạch luôn. 16 hết, 11 hết, còn 10 còn mấy mã? 10 cho em coi, hết 16 luôn rồi nhá, 16 hết rồi chị em mình nhá, 16 hết rồi đây. Rồi còn mã là 15 con hái cả 15 cho em coi, còn 15, 15 đang đẹp, bỏ hết lên cho em. Còn mã 15, 15 cho chị Nguyễn Huyền, 15 cho Nguyễn Huyền, 15 Nguyễn Huyền, còn 15 nha chị em, nó còn cái 15, còn cái 15, số 13 đến 6 đúng không, đổi qua số 19 đi, đổi cái mã này thành số 19 nhé. Đây này 15 nè, chị nào lấy 15 trước lên 15 luôn dù nguyên á, đẹp như thế này không chốt tao bị phí chị em mình ơi. Mà giá em đây luôn chị em mình là 75.000 thôi, và size 60. Chút lấy size 60, chị nào mà thích rút thì chị em mình rút hẳn lại nha. Đây này, thích bo thì rút lại nha. Còn một cái 15, chị nào lấy 15 lên 15. Size đến 60 nha, size đến 60. Còn nhỏ nhỏ chị em mình mang thùng không sao. Đây chị em mình đi phone. Đây, con áo em đi luôn chị em mình 75.000. Chị nào lấy này lên mã 15. Cái này lên mã 19, 15 thì tiên tiên pha. Tiên pha 15. Có size đến 37 á chị Hoa, vô Nguyễn Thị. 15 em hết này, 15 em hết này. Mã số 9 này, mã số 9, mã số 2. Số 2 này đang đẹp này chị em mình này. Vàng phối đen, đây mã 2 dùng nguyên này nha. Chị nào lấy mã 2 lên 2, 2 là vàng phối đen 75.000. Hay là vàng phối đen nhé, 75k một em đó. Chị nào lấy vàng, à quên rồi, lấy mã số 2 lên mã số 2. Đấy, đây là những con cuối cùng này. Số 2, mã số 9 này. Đẹp này không chốt thì phí chứ. Được lại một lượt nữa là hết rồi. Cho chị Mạnh nha. Nha, lên mã này là mã 9. Comment lên 9 giúp Nguyên này. Đấy, form chút mã 9 nhá, chị nào mà thích bo thì cứ rút lên nha. Đấy, lên mã này là mã 9, phong 60. Chút còn nữa mang cho nó thông thả nhá. Chị nào lấy 9 lên 9 luôn dùng nguyên nè, 9 nha, 9 cho chị Lương Cửa nè, 9 cho Lương Cửa nè, số 2 em hết. Rồi em còn số 10 và số 19. Số 10 đây, hai con cuối cùng, hai con cuối cùng nhá, lên mã 10 và mã 19 luôn dùng nguyên nha chị em ạ. Vàng hết rồi, lên 10 và 19 luôn dùng nguyên nhá. Đóng cửa chưa đấy chị? Rồi nha, lên mã này là mã 10 nè. Đây mang thử lại cho em mình hai lượt nữa thôi, hai con cuối cùng để mang vô chị em mình chốt luôn cho nó đi sơ bài luôn nha. Đi luôn dùng mã 10. Chốt mã 10. VUX thì giờ sẽ bắt đầu lên luôn chị em mình hàng lẻ nhé. Hàng lẻ nha. Mỗi mẫu còn cái rất lại mấy bao hàng lẻ, hàng xã này nè, hàng bông cắt ra nè. Em đi hết luôn chị em mình luôn cho nó gọn. Mấy ngày rồi. Đấy, mã này lên chung mã 10 nè. Mã 10 nhé, và mã 19 được hai mặt. Ơ, hai cái này như nhau. Lên mã 10 thôi có được hai con. 10 cho chị Nông Phương Lan. Rồi còn cả hai cái như nhau nhé. Ok, Mary Nguyễn như nhau. Hết nha. Hết chị em mình nha.
Rồi nha, em chuyển mã qua nha. Hết 75 này chị em mình nè. Hết 75 còn cái mã này. Mã này hồi tối nè, 79.000 hồi tối chị nào chưa săn được là săn cái mã này. Thì cái mã này là hàng công ty, hàng này là hàng chất cốt tông lạnh. Nha, con này là chất cốt tông lạnh hàng công ty. Hàng này là toàn bộ hàng trăm mấy trên trăm mấy hết. Em sale luôn cho dễ mình, con này 79.000. Cái này thì thứ còn còn cái thôi chứ bác. Em đi luôn cho nó gọn. Con này là khoác nắng, chất của nó là chất cốt tông lạnh nha. 79.000 thôi. Hàng công ty nha, chị em mình cứ sệt cốt tông lạnh thì rẻ là 150, còn không là 180-220 một con. Đây chị em mình nhìn phone, Hương đang mang size nhỏ nhất. Cái này nó chỉ có 3 size thôi. MLXL, mở chị em mình 52-55kg. 52-55kg chị em mình chốt được. Cái này là mang ôm nó mới đẹp nha. Size L chị em mình tầm 55-57. Và XL chị em mình tầm 60, chị em mình gọi 62. 79.000 con. Hay còn được mấy con chứ mấy. Rồi em mang cũng hết rồi ta. Con này là chắc cốt tông lạnh hàng công ty nha chị em mình ơi. 79k một em như thế này. Hàng này hàng một lớp nhá. Hàng một lớp, cái này mang bao sướng luôn. 79 nha. Đây nè. Được chưa? 79. Cho chị Đoàn Hiền Trang con này. Đoàn Hiền Trang con này. Ok, Đoàn Hiền Trang con này. Ở đâu nữa ta? Đoàn Hiền Trang. Đoàn Hiền Trang. Cái này Nguyên đang có hai màu nâu, hai cái size M. Nâu nhá. Cái XL cái màu này hết rồi. XL màu này hết rồi. Màu nâu luôn dùng Nguyên. Nâu ba cái size M, một cái size L. Đây cũng mang chị em mình màu nâu. Lên nâu nhá, lên màu cho Nguyên đi. Rẻ, con này rẻ chị em mình tranh thủ mà mua nha. 79k chị ơi. 79k. Bỏ cái bì mới mới chị, bỏ vô cái trong cái bì mới đi. Bì mới đi. Lên màu nu dùng Nguyên nhá, lên màu lại cho em đi, màu nu cho chị em mình thôi. Chị em mình nhìn form. Nu này có ba cái size M, một cái size L thôi, hết rồi đấy. 79k em. Toàn bộ là chất cốt tông lạnh hàng công ty nha. Hàng này là hàng được hàng sale rồi. Mua xong chị em mình cứ search chất cốt tông lạnh, người ta bán cho chị em mình bao nhiêu tiền một con. Nè, nét cho chị em mình tự cả đường kim mũi chị luôn. Xây mờ cho chị Nhung Ngô. Nu mờ cho Nhung Ngô. Rồi nhá, còn hai cái nu mờ và một cái nu L nha. Nguyên 50kg. Đấy, và những con này chị em mình mang ôm vô nó mới đẹp, mang thộng thộng ra nó không có đẹp. Nha, lên mã nu luôn dùng Nguyên kèm sai. Nu mờ cho chị Phan. Phan Lê ơi, lên địa chỉ luôn trên live cho Nguyên nhá. Rồi còn một M, một L hết màu nu ấy. Nha, còn một M, một L hết màu nu. XL cũng chẳng còn con nào. Nha, 79.000 con. Chị Phan Lê lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Lên cả địa chỉ trên live cho em. Cho em cái cọc kia có còn xe XL không chị? Cho nu xe M cho chị Thanh Nguyên. Nu M cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên. Cái cọc khoác công ty còn còn mấy cái mà. Lên luôn cho nó gọn. Hết M nha, còn xe L. Nó không còn cái size L thôi. Ok. XL có một cái màu xanh đen này nè. Còn size L thôi chị ơi. Chị Minh Tâm Trần, size 50 mấy ký chị lấy cho em size L. Chị lấy size L hồi nãy giờ em thấy chị comment 54 ký đúng không? Đây size L đi. Size M nãy chốt với chị. Đây nè, còn size M em chốt rồi nè. Nhung Ngô chút chưa? Chưa. Nhung Ngô đi. Phan Lê đó. Phan Lê. Ủa em thấy con cuối cùng em chút luôn rồi. Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền. Con gái em ăn hết rồi. Con này còn đúng một con size XL này. Hello chị Bông Nguyễn á. Con này còn đúng một con size XL 79 này. Lên mã này mã xanh than để chị em mình quay cận luôn, chị em mình coi chắc này. Đấy, hàng này là hàng cốt tông lạnh, hàng công ty nhá. Một con màu xanh size XL. Nha, size L cái này cho chị Minh Tâm Trần. Minh Tâm Trần. Lên mã xanh than XL có một cái. À, chị vô trễ cho chị xem lại. Ok chờ em xíu. Nha, chị nào lấy xanh than XL size 60. Nha, chị nào lấy xanh than lên xanh than luôn dùng đi. Size 60. Nha, ai lấy xanh than lên xanh than. Nãy giờ chị nào XL chị Nguyễn Thị Hoan. Cái này cũng còn XL, ba con XL đang cùng phong. Đây là những con cuối cùng nè. Nên là chị em tranh thủ. Màu cam này đang còn hai cái size M, để em mang thử màu cam chị em mình xem. 79.000 thôi. Chị em mình thấy sale rẻ không? Toàn bộ tiền chục. Sợ luôn. Nhá. Đây luôn dùng mã này mã cam. Hai túi hai trong ở trong thì cực kỳ sâu. Cam này có hai cái size M.
nha. Chị nào lấy cam mờ lên cam mờ. À, em đang mang ở trong hết rồi chị ơi. Nha, chị nào lấy cam lên cam luôn, dùng em có hai cái CM. Đây là phô máu. Nâu nãy còn cái CM chị nào ấy. Nâu còn. Cam. Chị Nguyễn Hiền có rồi. Cam Nguyên đang còn hai túi trong to bự nha chị ơi. Nè, chị em mình nhìn nè. Đừng phải tiền tỷ nha. Nè. To lắm luôn, hai túi trong cực kỳ to. Đừng cả chục cái điện thoại cũng được luôn. Nha, có hai cái màu cam size M, chị nào lấy cam size M lên cam size M. Hai túi ngồi có hàng công ty mà. Chị Kim Hồng Trần lên thông tin cho em. Lên thông tin trên live cho em nhé. Rồi ok, chị nào lấy cam luôn dù nguyên. Giá em đi luôn chị em mình là 39.000. Rẻ đẹp. Màu nâu nào nãy còn sót một cái size M. Rồi nhá. Màu màu xám này có 3 con size XL là size 60. Chị nào lấy xám lên xám, xanh đen hết rồi. Xám nhá, 3 con size XL thôi. Đấy, 79.000 siêu rẻ. Xám này có một con size M và 3 con size XL. Bác em đọc sơ lại cái size thôi. Rồi màu cuối cùng. Hết rồi đấy, cái này là hàng sót lại thôi. Màu xanh reo. Xanh reo nữa là hết nhá. Đấy, có từng nửa cái thôi đấy. Rồi cái này đã like rồi. Xanh đen hết rồi. Xám cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Xám XL cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Em không cần có. Nguyễn Hữu Linh Sa, em thì ở đây có mấy con xanh hoa. Xanh hoa này còn xanh lờ. Có một con xanh cổ vịt mà. Sai gì đây để xa. Ok. Chị Hồng Trần lên cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên nhé. Sơ mi sao? Sơ mi nam chị ơi. Có một con xanh cổ vịt này chị em mình đã xây mờ. Xanh cổ vịt xây mờ có một cái. Chắc của nó là chắc có tông lạnh. Chị em mình nghe là nghe cái tên là đủ mát rồi. Xanh rêu XL em. À xanh rêu XL chị Trâm Bảo. Xanh rêu XL cho chị Trâm Bảo. Ok. Chị nào lấy xanh rêu lên xanh rêu dùng nguyên nhé. Còn xanh rêu với lại màu nâu xanh XL. Còn một con xanh cổ vịt xây mờ. Đấy. Đừng nỡ sai nữa là hết rồi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Giá em lên luôn chị em mình. Em thấy cái cọc nó là cọc kia mà xanh xanh tím tím. Cam cam tím tím đấy chị. Thấy à? Rồi, ok nhá. Chị nào lấy cái này lên. Xanh đen XL em hết rồi. Nha, em còn xanh rêu. Chị Phương Trang Trần ơi, lên size cho em. Hàng này lẻ size rồi, lên cho em cái size. Rồi lên chốt ký chứ. Chốt như thế làm sao rồi chốt được. Chốt như thế không có hàng. Cái này là lẻ size, lẻ số ra rồi nên là em sale thôi. XL là size đến 60 chị ơi. XL là size đến 60 nha. Chị có cái gì ta? Cái gì em quên. Trong cái kệ mà sát trong hàng công ty có mấy cái quần ống bo trong đó, bỏ luôn cho em lên sale. Cam cho chị Hương Phạm. Size gì đó chị Hương Phạm ơi. Nhớ cái quần không? Quần dưới xe đồ ấy. Có mấy cái, xanh reo chị Trang Phan. Xanh reo XL chị Trang Phan. Trang Phan, chị ghi giùm em chị. Trang Phan. Cái này có mấy sót là mấy con này bán tặng chị em mình mỗi chuyện con, 5 con. Con này lên mãi giữ nhiệt. Size 45 à. Xanh than, xanh cổ vịt có chứ xanh than không có chị nha. Xanh cổ vịt này. À, Phương Trang Trần. M em còn một cam. Chị, đang ai? Không ơi trời. M là màu nu. M có 3 màu. Mờ màu cam, màu này, màu nâu và màu xám, 3 màu nhé. Cái này em có mấy con xanh cổ vịt thôi, chọn màu lại giùm em. Em còn màu nu, áo quên lộ. Áo đang mang hết rồi. Tên gì? Ủa bà mua miết mà bà không có số điện. Chị không biết đường cháu. Trời trời, 79.000. Đó chị em đó đó đó. Cả lùm người nó chỉ đi. Không, chị trưa nay chị làm giờ à. Chị mới chạy lên trường đây. Ra chị có phòng vòn hết đi. Vòn lắm chị cỏ. Cháu thấy rồi hả? Chị cứ cởi. Sáng cho Phan Hương. Rồi nha, lên luôn vụ này có mấy con thôi em bán tặng chị con. Xanh rêu thì Trang Phan có rồi. À, cam không có size to. Size to hiện tại em còn màu xanh rêu còn con. Xanh rêu. Xanh rêu và màu xanh xám này nè. Nha. Đấy chị nào lấy chốt. Cái này em có mấy con thôi, bán tặng chị con luôn. Hai. Đang lạnh đúng không? Đi ngoài đường lạnh đó hả chị? 5 con. Size 60. Của chị lấy CL chứ chị Minh Tâm Trần ơi. Chị Minh Tâm Trần này chốt đơn mệt ghê luôn. Chị 50 mấy ký về lấy CL.
Cái này em bán tặng mỗi chuyện con luôn, tặng 30k luôn, 2, 4, 5 con đi cho nó gọn. Lên mãi dài tay 30k, còn 5 con. Giá này giá bán tặng nhá. Chị không thể mang vừa cái size đó, chị chốt chuẩn cho em cái. Từ từ. Của nam chị ơi, 30k. Cái này của nam, đúng rồi, cái này size 57. Cái này của nam, vậy của nữ, cái này em đi chị em là 69.000. Hàng nó hàng 230.000 đó. Dài tay cho chị Nguyễn Thị Hoa. Dài tay Nguyễn Thị Hoa nha. Chị nào lấy dài tay tặng 30 chút lên luôn dùng đi. Ôi cố gắng chia sẻ luôn dùng đi chị em mà nói. Đi sáng trường cuối tuần mà về like cùng ấy. Cho chị Trâm bảo 1 cái. Trâm bảo 1 cái. Cho chị Nhung ngô 1 cái. Chia sẻ cho Nguyên đi chị em, mà nó toàn bộ sang hàng sale mà chị em chả thấy chị em chia sẻ nhá. Rồi ok, qua mã nhé, qua mã đi chị em mình nhé. Chị nào lấy dài tay, hello chị Hòa Trúc. Có túi trước chị ơi, nhưng mà cái này size nhỏ. Cái này là size nhỏ, size này size 57 thôi. Dài tay chị Giang Phan. Chị em mình mua gom vô mai là em đi đơn hết nha. Đấy, lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 69.000 nhá. 69.000 rồi, cái quần hồi nãy chị lo ra gì. Có mấy cái em đi hết luôn chị em mình sale luôn cho nó gọn. Cái đủ size không? Cái này còn đủ size. Đợt này size gì? Size 60. M, XL đó. Chỉ còn size M và size XL. Hàng này hàng da cá tàu. Ok, Tommy Nam này 69.000 cho chị Bông. Cho chị Bông Nguyễn. Trời ơi. Hàng này hàng 285. 89.000 cho chị Bông Nguyễn. Bông Nguyễn. Cái bì mới chị. Cho chị Bông Nguyễn. 69.000. Rồi nhá, cái này em bán tặng nó luôn chị em mình. Hàng này hàng giá cá tàu, hàng này toàn đi nhập tỷ trên trăm không à. Size L nhá, một cái size L này. Size L và size XL. M, L, XL, nhưng mà size L có đúng một cái. Nha, size M 55, cái này size L chị em mình 57 và XL chị em 60, 62. Màu xám hồi nãy em lên rồi. Ruby, ruby này là tay dài hết nè. Ở được chưa? Để đơn vô cái lên đó rồi nè. Đây cái chay mua. Đây cái hình chay mua. 65k bỏ mua hàng từ cái thời mua trừ mua. Có không mua thì chấp hưởng một cái. Chị không biết được. Bởi vì chủ nhật mấy đứa đâu có hả? Ok, 65k nốt. Còn size M cho chị em mình 55 và XL chị em mình 60, 62. Em bán tặng luôn cho chị em mình con này giá 65k luôn. Chị nào lấy cái này phát nốt nha. Quần lợn đó, quần lợn em bỏ xuống rồi. Còn size M và size XL thôi. Hàng này toàn hàng da cá tàu không à. Đây chị em mình nhìn nè. Size M hết rồi. Size M hết rồi đó chị. Hết M rồi. Đây, size M còn cái nè. Size M còn cái nè. Có cái nè. À, biết rồi. Cái size M còn cái nè cho chị. Vàng lắm chim còn, họ chốt hết rồi. Cho chị Phương Trang Trần. Quần XL cho chị Nguyễn Lợi. Nguyễn Lợi, Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Lợi, Nguyễn Thị Hoa. Sao chị có ghi màu vàng mà. Không có, để em đặt trong em like. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên mã này nhé. Size M và size XL. M và XL nhé. 65k gọn luôn. Chị nào lấy cái này thì lên. Còn mỗi M và XL thôi. 65k nhé. Đi nhập sĩ không bao giờ ra được giá này chị em mình ạ. Cái này là chuẩn giá bán tặng đấy. Nên là chị em mình tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng 65. Còn nó cũng còn lẻ tẻ sơ mi nhé. Nắp luôn. Nguyễn Thị Hoa size XL. Nguyễn Thị Hoa size XL. Đây này còn nó mấy cái áo sơ mi bên góc kia chị ngăn. À, thôi đó, bốc có gì mà em. Đó, cặp nữa đó. Ừ, trong túi zip nó còn mấy cái lẻ tẻ nó cho em lên luôn, thì vứt qua cho em đi. Đừng ngủ từ từ chị ơi. Cuối tuần chị em mình cứ thông thả, cái này em còn lẻ tẻ thứ mấy cái à. Em lên nắp luôn cho chị em mình luôn. Xeo hết nhá. Cho nó gọn nhá. Em đang like chị.
từ từ nhé, size 57. Cái này toàn em đi chị em 69k hết luôn, sale nốt luôn, hàng này hàng 330 nè. Lên mã xanh này size 55, 57 nhé. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Size 55, chút 55 đi cho nó dễ nhá. Quần size XL cho chị Hiếu Hiền Nguyễn. XL chị Hiếu Hiền Nguyễn. XL Hiếu Hiền Nguyễn. Bán tặng luôn chị em mà là 69.000 nhá, 69.000. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên nhá. Cái này em còn lẻ tẻ thôi. Size 55, 57 đổ về thôi, màu xanh, màu tím. Màu xanh và màu tím, size 55, 57 đổ về. Em đi luôn cho chị em mình là 69.000. 69.000 nhá, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên này. Đấy, em qua ối sao còn size L không à? Còn size 55, 57 thôi. Đi nốt hết 69.000 nhá chị em mình ơi. Còn còn size L thôi. Còn size L thôi chị em mình ạ. 55, 57 đấy, chị nào lấy chút. Cặp này size 60, 62. Cặp này size 60, 62. Trời ơi, 60, 62 một tí. Nhá, cái này gọi là thanh niên xíu, mang những con này đẹp lắm. Hàng đàn 270 này chị em mình ạ. Sale gọn luôn chị em là 69.000. Không quá rẻ luôn, chị nào lấy cái này lên nhé. Đấy, chị nào lấy cái này lên, em không like lại nữa nè. Như chát chị em nữa. Như này chả biết like cái gì luôn, hàng thì đóng đóng luôn. Hàng quá nhiều. Tương tác lên xíu đi chị em mình nhé. Chị đổi cho em cái điện thoại, em phát thêm cái máy nữa chị. Đổi cái điện thoại này đi. Phát thêm máy mới đi. Ê chị lấy cái này. Nó có thêm máy đi. Rồi nha, cọc này em lên luôn trẻ mình 39.000 luôn nè. Còn mấy cái lẻ tẻ đây. Xe nói trẻ mình 39.000 nha. 39.000. Chứ nó có cái mấy cái áo nam hàng mắt ta. Còn mấy cái này bỏ lên em xem đi. Hello chị Trần Thanh Thanh Lam nhé. Còn bộ cái này là size 60 nè. Xe cho trẻ mình là 39.000 con nhé. Lên luôn chung mã này mã hoa cúc. Con này chắc đuổi lụa. Mài toàn bộ là hàng đẹp hết. 39.000 nhé. Lên luôn dưỡng mã này là mã hoa cúc. Hoa cúc 39. Chị nào lấy hoa cúc lên hoa cúc size 60. 39.000. Bây giờ em sẽ lên bắt đầu lên hàng lẻ đi chị em này. Xem hàng lẻ nhé. Xem hàng lẻ đi cho nó chuyến tiếng là đi hàng lẻ đi. Nha, lên luôn dưỡng mã này là mã hoa cúc. Hello chị Văn Thanh 39.000. Chị cọc này em đi chị em 39.000. Cứ đi 39.000 luôn chị em. Xe dưới 60 là chị em chứ ok. Comment lên mã cô gái vàng. Cần lắm. Con này chắc trời này mang sướng. Nhá, lên mã gái vàng size 60. 60 mà chị nào ví dụ như chị em mình thấp quá, ngực to nữa là chị em 57 đổ về. Lên mã gái vàng tặng 39 luôn. Gái vàng tặng 39. Lên mã theo xanh tặng 39 luôn. Bán tặng chị em mình 39.000. Rẻ hết sức. Hoa cúc cho chị Mai Cỏ. Hoa cúc cho Mai Cỏ. Hoa cúc Mai Cỏ 39.000, cái này toàn theo này chị em mình. Đẹp lắm. Nha. Chị Mai Cỏ cho chị. Chút đi chứ, hoa cúc đó. Cái nó cô gái rồi. Hoa cúc. Lên mã này là mã xanh 39 luôn dùng nguyên nhé. Theo xanh 39 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy theo xanh 39 lên theo xanh 39 này. Theo xanh 39 gái vàng luôn cho chị Mai Cỏ luôn chị. Gái vàng là con nãy thả xuống chị Mai Cỏ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên luôn dùng cái này là găng. Size chị em mình tầm khoảng 52, 55 thôi. Con này form nó nhỏ hơn. Cái nào mà không mua cái này mang vô chị em lại chốt hết. Tiền 39 nghìn. Xanh cho chị Phạm Tăng. Xanh Phạm Tăng. Lên mã này làm. Trời ơi cái bình. Viền nhá. Vàng em hết rồi. Comment mã viền. Viền đỏ 39.000 viền đỏ nhá. Chị nào lấy viền đỏ lên viền đỏ luôn dùng nguyên nhá. 39.000. Hàng găng là size dễ mình tầm khoảng 52. 52 ký. 52, 55 dễ mình chứ ok. Rồi nhá. Lên luôn chung mã theo V xanh. Đỏ chị Thuận Nguyễn. Theo xanh luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi.
nha, 39 gì thôi, siêu rẻ luôn. Phát đây giờ cũng sẽ lên cho em hàng rẻ, hàng lẻ. Hàng lẻ sale cực kỳ rẻ luôn. Ve xanh, những cái con này là size 52, 55 đổ về cho em chốt ok nhá. Những con màu vàng. Rồi lên mã này mã gái vàng. Gái vàng nhá, theo ve xanh. Ve xanh là 39.000. Giờ mà tìm đáo thun 39 hơi bị khó, mà những con hàng đẹp này. Nè. Nhà chị mới nhận đồ nhà Nguyên hồi sáng, đẹp lắm. Cảm ơn chị Mai Cỏ nha. Rồi lên luôn chung mã này, cô gái vàng. Chốt mã gái vàng là ok luôn dùng Nguyên. Phong 60 là chị em mình gọi là gọi người, còn chị em mình ví dụ chị em mình 50 57 58 mà chị em mình bây giờ ngực to rồi, chị em mình phát con này là ok rồi. Ngay chị nào gọi lên 60. Nha, lên luôn chung mã gái vàng. 39.000 thôi, siêu rẻ luôn. Lên mã gạch 39 luôn. Gạch nhá. Cổ này là cổ vuông. Cổ vuông nhá, 39.000. Chị nào lấy vuông 39 lên vuông 39 luôn dùng Nguyên. Bỏ chị, em bỏ xuống đi, chị bỏ vô y em nè. Cho nó gọn này. Này này. Em bỏ như ri rồi thì chị bỏ đi, bỏ lòng vô trong bao cho nó gọn. Theo xanh chút cho, theo xanh chút rồi chị ơi. Còn ve xanh. Còn ve xanh. Ve xanh thôi, theo xanh chút rồi. Gái vàng cũng hết rồi nhá. Lên mã này là mã vuông đi, hoặc là mã gạch luôn dùng Nguyên là ok nha. Lên gạch luôn dùng Nguyên là ok nhá. 39.000 gạch thôi. Chị nào lấy gạch lên gạch, lên mã nút xanh. Ve xanh cho chị Huyền Nguyễn. Huyền Nguyễn, à Nguyễn Huyền không giáo chị. Nguyễn Huyền không giáo. Con này 52 đổ về, con này cưng chưa này. Con này cưng chưa. Nha, lên luôn cho mã nút size 52 55 thôi. Nút này là 52 với 55 ký là chị em mình cho ok. Cái vàng hết rồi chị ơi. Nút nhá, chị nào lấy nút lên nút, còn theo thì 39.000. Comment nút luôn dùng Nguyên. Venu. Venu 39 chút lên luôn dùng Nguyên. Comment mã Venu, cái này toàn bộ, cái này còn 52 55 còn cần cơ. 52 55 thôi. Lên mã Venu nhá. Chị nào lấy Venu lên Venu luôn dùng Nguyên. Venu. Nút gạch cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị chị. Hoa Dung Nguyễn Thị. Nút cho chị Trang Nghi. Nút cho Trang Nghi. Venu dùng Nguyên nhá. 39.000 con thôi. Cái này chị nào mà nhỏ nhỏ con 52 cái độ về chị em mang đẹp con này lắm. Lên mã này là mã theo trắng. Nha, theo trắng. Chắc mềm lắm luôn. Trời này mang con này chị em mình nhìn cái độ co giãn của nó này. Tướng chưa? Venu em hết rồi. Lên mã này là mã trắng 39. Trắng 39 chút lên luôn dùng Nguyên nhá. Hả? Venu chị Đoàn Huyền Trang. Đoàn Huyền Trang. Lên mã này là mã trắng. Trắng này có, mã này có trắng có xanh. Kiểu trắng kiểu xanh. Nhá, chị nào lấy kiểu trắng kiểu xanh chút lên luôn dùng Nguyên nhá. Cái này còn lại rẻ rồi đó. Kiểu trắng kiểu xanh 39.000 con nhá. Chị nào lấy kiểu trắng lên kiểu trắng, và chị nào lấy kiểu xanh lên kiểu xanh. Lên mã nút xanh. Con này 52, 55 thôi. Venu em hết rồi. Hết Venu rồi tiếp ơi. Nha, rồi lên chung mã này là mã nút xanh 39.000, size 52, 55. Nút xanh Nguyên có 1 cái nhé. Size 52, 55 chút ok luôn dùng Nguyên nha. Lên mã này mã nút xanh 39, nút xanh 39. Còn mã kiểu ấy, chị nào lấy kiểu lên kiểu luôn dùng Nguyên nhé. Nút 39. Nút 39. Chị nào lấy nút 39 thì em lấy cái ghế em ngồi sát lên. Mới lên hàng lẻ nổi. Nha, chị nào lấy nút 39 chút, nút 39 luôn dùng Nguyên. Trắng, trắng. Nút xanh chút chị, sẵn rồi, xong rồi. Còn ở đây trắng gì Đoàn Hiền Trang, còn kiểu đấy. Venu em hết rồi. Còn kiểu đó. Đâu rồi, cái cọc đó. Rồi nha. Chút lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Được chị ơi, được nhá, được. Con này em đeo cho em 39.000 luôn, size dưới 60. Lên luôn cho mã chữ hồng, size dưới 60, con này dòng đuổi lụa nhé chị em mà nó. Chốt lên mã chữ hồng. Dạ dạ, rồi ok chị. Chữ nhá, chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng Nguyên nhá. Comment lên chữ luôn dùng Nguyên. Áo Nguyên đang mang hết rồi. Áo Nguyên đang mang hồi nãy đi 55.000. Cái này toàn dòng găng, nè, con này cưng. Tay bồng nhá. Lên luôn chung mã này mã theo nu. Size 52 đến 55 đổ về chị em chốt ok, chị em mình nhìn chắc là chị em biết. Đấy. 39.000. Nha, chị nào lấy theo nu lên theo nu 39. Theo nu 39. Lên mã này là mã vuông hồng. Vuông hồng 39. Vuông hồng 39 nhá. Con này cưng này. Size 55 đổ về là 52 55 chị em chốt ok. Vuông hồng 39k. Hết cọc này là hết áo 39k. Sale cho nó gọn, rất mẫu lại cái cọc chung này.
nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nha. Đọc to lên vú. Chữ đen nhá, 39.000 luôn. Chữ đen 39. Chữ đen 39. Rồi hết rồi đấy. Hết cái này rồi đó. 39.000. Thiệp hầm tăng theo nu. Lên mã này là mã nhún màu ghi. Những cái kiểu này lên cân lắm luôn. Nhún màu ghi nhá. Chị nào lấy nhún ghi lên nhún ghi luôn vừa nguyên. Rồi nha. Chữ đen luôn 39 ca. Đấy xong cái này còn chung lại giùm em. Đấy cái cọc này là em đã sale 39.000 rồi đó. Cọc này là em đã sale 39.000. Nhúng cho chị Hà Nguyên. Nhúng là nhúng hồng, nhúng. Đấy, Hà Nguyên. Vung cho chị Hồng Trang. Vung cho chị Hồng Trang. Hà Nguyên con đó. Rồi tiếp nha, em lên xe cho em mình những con áo nam này nè. Vung hồng hết rồi. Vung hồng cho chị Hồng Trang. Vung hồng không phải, dở lại em coi. Con màu trắng, con phối trắng ấy. Đấy. Đó. Hồng Trang. Theo nu hết. Theo nu hết nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Những cái mã này là em còn thứ còn cái thôi nè. Nhúng hết luôn rồi chị Phương Phạm ơi. Chị nào mà mua hôm bữa khách nhà Nguyên nhúng em hết rồi. Nhúng em hết rồi nhá. Hết mã đó luôn rồi, hết mã 39.000 luôn rồi, còn nó cái em sale luôn rồi cho nó gọn rồi đấy. Áo thun bên này cũng là thun nam rồi chị, cọc này cũng là thun nam. Cái này khách nhà Nguyên, chị sợ anh chồng là anh chị là ảnh mang ảnh kỹ lắm. Ảnh kỹ lắm. Mang là kén lắm. Hôm bữa sale hãy làm gì còn. Mang kén lắm. À, tại vì nguyên sale có 59.000 xong mua xong về em ơi. Còn không. Theo như máy cá. Nhưng mà làm gì con xây to. Cái này không còn. Tiệm sale có 59 nhưng mà toàn bộ là hàng hãng hết. Cái này là em lẻ lại này. Chắc là được 2-3 cọc nữa là em hết luôn rồi. Đấy có người sợ cái tới nhà cái phát luôn cả 5 con 6 con. Vì em sale có 59.000 sợ hàng không chắc. Rồi xe 65-68. Hàng mắt ta hàng nàng 200 mấy nghìn một con mà em sale 5 hàng nào 180. Em sale chị em mình 59.000. Đang được 2 con nhá, áo thun nam. Giờ còn lại cái gì là em sale cái đó nha. Đấy, bóc tới cái gì em sale cái đó. Xe 1X lên mã xanh 1X. Xe 65-68. Chốt ok luôn dựng nhé. Toàn bộ hàng này, ai nhận con hàng này về thì chị em biết chắc rồi. Đủ đồ xịn mà đồ rẻ rồi. Nha toàn bộ hàng hãng nhìn túi tiếp là chị em mình đủ thế rồi. Nha em đeo chị em mình luôn. Cho chị ánh tiếp đặng con. Ánh tiếp đặng con. Xây 1X nha. Xây 1X 65-68 cho chị ánh tiếp đặng con. Đang có đơn không? Nha còn một con màu xanh 1X. Ánh tiếp đặng một con 50 cho Phan Hương con hết nhá. Hết nhá. XL cũng được mà lấy theo nu em hết rồi. XL cũng được mà XL cũng được cho Phan Hương con là hết này. Nha. Hết nhá. Con này xây M, xây 57-60. M 57-60. Quá rẻ luôn, 59.000 thôi chị em mình nói. M này 57-60 kg là chốt ok. Đây này. Toàn bộ hàng hãng. 57-60 nhá. Mở ra thì xếp cũng không đẹp. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. 59.000. Toàn bộ là hàng này là em sale cho nó gọn kho. Đấy, xả nổ. Chị nào lấy cái này lên xong xanh M, xây 57 đổ về 60. Em trả đo ngang chị. Em trả đo ngang. Trả đo ngang. Còn hai cọc nữa thôi chị. Hết rồi. Đẹp lắm luôn. Xanh một ít em hết rồi. Mời chị Đoàn Hiền Trang. Mà không nghĩ là con áo này 59.000 đúng không chị em mình ơi. Không nghĩ con áo này nguyên xe 59.000 đúng không. Cái này có một con cổ V. Lên mã VXL. Xây 65-68 kg. Chốt ok. V nhá. Y như thế mà cái này cổ V thôi. Em mở ra em xếp cũng đẹp nên là làm biếng mở. Chốt mã V luôn dùng nguyên. Xây 65-68 VXL 65-68 lên ok luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy V comment V nhá. VXL xây 65-68 một con. Em bỏ xuống chị gấp lại cho nó gọn. VXL xây 65-68 phối XL xây 65-68 nhá. Chị nào lấy phối xanh mờ em hết rồi. Xanh mờ hết rồi nhá. V XL là 65-68 nhá.
Phối là XL luôn, mua thử đi chị em mình ơi. 59.000 bằng cái hàng gì? Hàng xổm xổm người ta đổ đóng rồi trời ơi. Này. Nha chị nào lấy phối lên phối luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy phối lên phối nhưng mà mình mua được toàn hàng hả? Phối này cũng size XL. Cái này là V đó. V cho Phương Phạm. V Phương Phạm rồi phối lên luôn dùng nguyên. Phối này cũng XL 65-68 là chị em chứ ok luôn dùng nguyên, bỏ vô giùm em. Bỏ vô giùm em cho nó đẹp. Rồi nhá, tay M. Đỏ M. Đỏ M, đỏ đô nhá. Đỏ đô size M, size 55-57. Hàng này hàng size 180. Nha, chị nào lấy đỏ M comment lên đỏ M luôn dùng màu đỏ đô. V hết nhá. Còn phối thôi, chị nào lấy phối lên phối luôn dùng nguyên nhá. Đỏ M size 65-68 là chú ok luôn dùng nguyên. Tranh thủ mua mấy con này về cho chồng mang. Nhá, chị nào lấy đỏ M có một cái 70 phải lấy 2X mà chắc là giờ không còn 2X ta. Chị ngăn. Ở trên cái kệ mà chỗ hàng công ty á kìa. Còn mấy cái này coi màu kia á. Không, chị nói là chị nào lấy cái này lên luôn chung ai đỏ M nhá, đỏ M. Đỏ M cho Phạm Tăng. Đỏ M cho Phạm Tăng. Rồi nhá, lên luôn chung mã viền trắng. Size 2X size 70 này. Giá. Dạ. Cái túi này nè, cái túi này chị nè. Coi giùm em ơi, bỏ xuống giùm em. Số 8 em lấy XL là XL là được. Khách nhà Nguyên bảo như chị Trang Phan chỉ bảo là gì ta? Chồng chỉ gần đã 80 kg. Vẫn mang bon chen được con này. Tám mấy ký, đỏ mờ em hết rồi. Đỏ mờ hết nhá. À cái này dài tay hả chị, cho bỏ em lên xe luôn. Cái này 2X là size em chốt đến 70-72 nha. 70-72 gọn 75 cũng bon chen được luôn. Nha, lên mã viền size 2X. Viền size 2X nhá, chị nào lấy viền 2X luôn dùng nguyên. Em đi luôn cho chị em mình làm 59.000 viền. Nhá, chị nào lấy viền lên viền. Chị em mình mua gì, mua tranh thủ mua được hai món. Món nhà Nguyên vẫn đi đơn là ngày mai toàn bộ em đi đơn hết nha. Toàn bộ là ngày mai em để đơn hết, em không gom nữa nhá. Nên là chị em mình tranh thủ, sợ tốn tiền ship thì tranh thủ mua thêm cái gì em đi đơn. Nè, size 2X này chị em mình. Giờ chị em lại cần xây nhỏ rồi. Để cho chị Bông. Chị Bông Nguyễn đi chị. Chị Bông Nguyễn con hồi nãy xây 2X nha. Xây M là nhỏ nhất. M là nhỏ nhất. Viền em hết rồi. Viền em hết rồi. Rồi nhá, lên cho mã này là mã phối hoặc là mã túi luôn dùng nguyên 2X. Đẹp lắm luôn. Vải này nha, chị nào lấy mã phối. Phối xây 2X là size chốt đến cho những anh nam nào. Cao gọn 70kg. À 75kg. Tiếng Nghị Trang Pha. Đấy, chị Trang Phan ơi, bọn ơi, chồng chị tắm mấy ký vẫn mang được con size 2X này. Đấy, tím 2X, chị nào lấy tím 2X chốt lên luôn dùng nguyên. Chị Trang Phan dùm em. Còn tím 2X ấy, chị nào lấy tím 2X chốt nha. Tím 2X nguyên còn đây nè. Ai lấy tím 2X lên tím 2X luôn dùng nguyên. Rồi, cặp này size M. Phối 2X thôi, không có size XL chị ơi. 2X. Phối 2X nha. Ôi, cái này mấy cái này. Size M. Có 3 con này size M, size 57. 3 con size M, size 57. Ai lấy M, chút M luôn dùng nguyên á. Size 57 đổ về là chị em mình lên ok luôn dùng nguyên. Trời ơi. Hết viền trắng rồi chị ơi, hết rồi. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Size M là size 57 đổ về. Có 3 con mã phối nhé, đẹp lắm. 59.000. Ai chưa có cái này thì lên nhé. Size M này. Ba con xây M thôi. Chị nào lấy M, chút lên M luôn dùng nguyên nhé. M có 3. 3M này. Khối này còn xây 2X, có khi có xây 1X. Chị nào lấy, tương tác lên xíu đi chị em mình ơi. Thấy đứng đơ ấy. 2X cho chị Hương Ngọc Đoàn. Sao thấy đứng đơ ấy. Hương Ngọc Đoàn. M phối cho chị Phạm Tăng. Huỳnh Thị Ngọc Dung. M phối lại dưới ngay chân chị Huỳnh Thị Ngọc Dung. Cái này như sắt nách mà toàn xây bự. Thôi bán tặng nhé. Cái này là sắt nách nha. Ba con sắt nách cũng là hàng mắt ta luôn. Sắt nách này là size 3. Cái này size M, một cái size M. Tiếng M chị Ngọc Lan luôn. Hết rồi. Huỳnh Thị Ngọc Dung nha. Còn cái nữa chị Ngọc Lan. Xây M nha.
Nách này cũng là hàng bắt ta, nam mình nam ăn được mà nữ em ăn cũng ok luôn. Em bán tặng luôn nhé. Còn cả CM ấy. Hồi nãy có 3 cái CM mà. Từ 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 cho em chứ. Em đang chút chưa? Cái này em còn cái. Lên mã này, CM em hết rồi. CM em hết rồi. Lên mã này là mã nách, cái này là sắt nách em bán tặng luôn, cũng là hàng bắt ta luôn. 35.000 gọn luôn. Nhá, 35.000 cũng là hàng mắt ta nhá. Nách M. Size 5760 và hai con sắt nách. Size 7 size 2X, size 72 75. Con sắt nách này form nó to hơn nhá. Lên mã này là mã nách size 2X. 35.000. Bằng cái hàng gì trời. Khỏe thì nó sợ luôn rồi nè. Nha, có hai con 2X này. Thì nào lấy nách 35.000. 3 con 2X, 4 con 2X này toàn sắt nách thôi. Toàn sắt nách thôi. Nách chị Phạm Tăng CM. Nách tím á chị, Phạm Tăng CM. Phạm Tăng CM. Có một con CM em thả xuống đầu tiên là CM. Chị bỏ ra đi, cái túi CL đó. Nách trắng luôn, size 62. Nha, chị nào lấy nách trắng size 62 lên luôn dùng nguyên. 35.000 một em luôn. Nha. Nách mờ em hết rồi. Nách còn 2X thôi. Nách trắng thì CL C62. Em đi luôn chị em mình luôn. Ráng ráng tới 3 giờ nha chị em mình ơi. Chứ trắng quá. Là hai máy mà nó ngủ ngủ quá. 2X cho chị Nhi Ngô. Nhi Ngô. Nhi Ngô. Cái này cho chị Trâm Anh Trương. Trâm Anh Trương. Trâm Anh Trương. Nách mờ em hết rồi. Còn cọc cái này xanh. Hồi nãy giờ bao nhiêu chị xanh CM. Xanh M, xanh L, xanh XL. Nha, xanh M, xanh L, xanh XL, hàng hàng cắt kỹ. Nách trắng em hết rồi. Phối xanh M tầm 57 60 nhá. CL 62 65 nhá. XL 65 68. Chốt ok luôn dùng nguyên. Comment mã phối xanh kèm size M, L, XL 3 size. Nhá, chị nào lấy mã này lên mã phối giúp nguyên nhá. M, L, XL cho cái mã nè. Nách em hết rồi. Nguyễn Lợi. Cái gì? Đâu thấy? Ở bên này không thấy. Cho chị. Ok, cho chị Nguyễn Lợi. Cho sang sang. Sang sang. Sang sang. Cho chị Trâm Nabi. Trâm Nabi. Cái tay bút cho em. 59. Ok này cho chị Ngọc Lan. 59. Ngọc Lan 59 CM có chị nào lấy phối xám CM cho sang sang có rồi đúng không? Yeah. Chị ghi sang sang rồi đúng không? Rồi ok. Nách trắng CL em hết rồi. Xanh CL chị Phạm Tăng. Phạm Tăng. Phạm Tăng. Cái này cho chị. Chị ơi đóng cửa lại chị. Giang Phan. Giang Phan. Rồi còn CM và CXL thôi. Còn M và XL thôi chị em mình ơi. Nha, còn M và XL thôi. Không còn size nhỏ, size to gì hết. Hàng nàng 219.000 đó. XL cho chị Tiên Phan. Tiên Phan gì mấy. Tiên Phan. Rồi ok, còn CM thôi. Hết rồi đó chị em mình nha. Còn hai cái CM. Size 5760. Size 5760 đấy. Cọc màu đỏ đô này, size L này. Còn hai cái CM thôi, size 57 60 thôi chị em mình ơi. Ai lấy thì chốt nhá. CL, CM, CM. Cái này hai cái ba cái CM một cái CL. Lên mã này là mã đỏ đô, phối đỏ đô nhé. Phối màu đỏ đô. Lên mã đô luôn dùng nguyên kèm size là ok. Đô kèm size nhé. Đỏ đô kèm size nhé. Lên mã đỏ đô luôn dùng nguyên. Có chỉ có CM với CL thôi, ba cái CM một cái CL. 3M một L. Cuối sáng Phan Hương không lên cái size, không biết cái size gì luôn. Nhá chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô có 3 cái. Giờ đồ ngủ, chị bảo lên đồ ngủ chả biết đồ ngủ ở góc nào. Rồi cọc này nữa thôi. Cái con này dài tay rồi. Cái gì Phạm Tăng. Có 1 cái CL thôi à. Đây nè, ngay tại đây. Phạm Tăng. Rồi ok. Rồi đi luôn dùng nguyên cái này. Có cái này toàn dài tay.
Cái L có một cái hết rồi nha. Phải giữ nhiệt, size 57. Lớn nhất em hết rồi, hết size rồi. Cái này em còn lẻ tẻ em sale thôi, chứ không còn đủ ri. Ôi cái này toàn size M, sẽ bán tặng luôn nhé. Cũng là hàng này luôn. Sơ mi bắt ta còn. Sơ mi bắt ta còn. M xanh cho chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn. Cái này là dạng áo giữ nhiệt, size 55-57. Dài tay nha chị em mình. Con này là dài tay nhé, size 55-57 cũng là hàng bắt ta luôn. Em bán tặng nha, vải sướng lắm luôn. Còn mỗi size thôi. Em đi gọn nhá. Lên mãi dài tay dặn chữ nhiệt. Em đi chị em mình con này 45.000 gọn luôn. 45.000 nha. Lên mãi dài tay là ok. Xong mãi này em ngưng chị em mình nè. Trắng quá, yêu trắng quá nhá. Lên luôn cho mãi dài tay 45.000. Chị nào lấy dài tay còn mỗi size 57. À quên, cho em cái mã này. Cái mã này quên mất, màu xanh đây nè. Mã hàng, hàng có tông lạnh cực đẹp luôn. Mà cứ để biết quên. Đồ nam về nhiều quá rồi lại quên. Bỏ xóa rồi. Đấy, coi size đang chị. Lên luôn dưỡng mãi dài tay 45. Những con này mà xe 45.000 mà chậm là hắn tiếc nha. Dài tay 45.000, không có size L. Không có size L. Chỉ có mỗi size M thôi nha. Dài tay 45 Phạm Tăng. Phạm Tăng này chị, ghi này chị. Phạm Tăng ghi đi chị. Phạm Tăng cho chị Phạm Nụ Mỹ Hạnh Hồ 45. Sang sang em phải chia sẻ 45.000 luôn nhá. Chị nào lấy lên dài tay nhá, size M, size 57 đổ về là chị em cho ok cho chị Thanh Dung Nguyễn. Ok, Thanh Dung Nguyễn 45. Thanh Dung Nguyễn 45 nguyên xe cho nó gọn thôi chứ không 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 đi nhập được giá này đâu chị em mà nha. Nguyên còn 5 con, chị nào lấy mã này nữa lên luôn dùng nguyên nhé. 45.000 gọn nha. Rồi cho em cái mã phía sau này. Coi sau này. Cái này chỉ có 1x 2x 3x với xanh, với xanh hết XL rồi. Với xanh còn size M thôi. Với xanh còn size M thôi nhé. Cái này chị em mình tranh thủ mua, quên mất tiêu luôn. Hàng này là hàng cốt tông lạnh và hàng tàu như chị em mình đó. Nó hơi giống cái con mà có cổ em đi luôn chị em mình 109.000. Con có cổ 109.000 nha. Con này là dòng cốt tông lạnh, có lỗ thông hơi. Nó sẽ có 1x2x3x4x đúng không? Không. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Đang chồng chung rồi. 1x2x3x4x. 1x dành cho những anh nam nào 62 đổ về nha. Lưu ý Long Dùng Nguyên này, đọc cái size này chứ không có SML đâu. 1x là 62 đổ về. 60 đổ về đi, 2x cho những anh nam nào tầm khoảng 62 65. 3x 67 nhá, 4x tầm 70 72 nha. Em đi luôn chị em mình con này với giá luôn chị em mình là 59.000, đẹp lắm luôn. Trời ơi, sướng cực kỳ luôn. Hôm nay đầu năm chị em mình toàn săn được hàng nam mã đẹp không á. Nha, lên luôn chị này, xanh kèm size. Size 2x cho chị Thanh Dung Nguyễn. Thanh Dung Nguyễn. Thường thường mang size L chị em mình chuyển qua 2x. Ngang với M LX L2XL ấy. Nha, chị Thanh Dung Nguyễn 59.000 thôi. Con mua được những cái mã hàng xịn không mà giá quá rẻ luôn á chị em mình ơi, cho chị Minh mà tiền con. 59.000. 59.000. 2x cho chị Nguyễn Hiền Lương. 2x cho Nguyễn Hiền Lương và đi xong mà phân xong mà cục chung đi bà. Nguyễn Hiền Lương. Không chị ơi, hết rồi. Các bụi 3x. Các bụi 3x. Nguyễn Hiền Lương có rồi chị ơi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên. Chị Bùi Khuyến lên thông tin cho em chưa? Sao 2x cho chị Bùi Khuyến. Bùi Khuyến. Rồi ok. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng đi nhé. Bố ý chị Nguyễn Lợi, con này đẹp quá chị em ơi. Hàng có tông lạnh nha, mang sướng lắm luôn. Cho cô Thu 4x. Cô Thu 4x luôn. Cho cô Thu 4x. Rồi ok, chị nào chưa có cái này lên. Không, không có 75-80 đâu chị ạ. Không có 75-80 nhé. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Maximum, ví dụ maximum 72kg thôi. Không nha. Nha, giờ bóc tới cái màu này em xe cái màu đó thôi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Em đưa luôn chị em mình 59k. Xong ngưng like đi chị em mình ơi. Ngưng like nhé. Hàng tối like phát, ngày mai ngưng nhé. À, chị em mình có thể gom vô. Để ngày mai nhà em để đơn hết. Chị nào có cái hai cái gì ngày mai cũng đi đơn. Nên là tranh thủ nhá. Em ngưng like nhé chị em mình ơi. Ví dụ như thấy ít cái tốn tiết tiền ship thì là gom cái like tối để ngày mai em đại đơn. Rồi em ngưng like chị em mình nha. Hẹn chị em mình like tối. Bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn tối đi.
không rộng lắm đâu chị ơi, một ít cho cô Thu luôn. Rồi 59.000 cho cô Thu. Rồi ngưng like nhé chị em mình ơi. Ngưng nhé, bye bye chị em mình nha. Hẹn chị em mình lên tối.